mình phải tập trung làm thì tự nhiên mình lại đi mở rộng người mở à, mình lại đi học một cái mới là rất là dở hơi luôn. Và như thế là mình không sử dụng được sức mạnh của sự tập trung. Cái ngành nghề kinh doanh của chúng ta là ngành về thực chiến. Có rất là nhiều người học hết lớp 3, học hết lớp 8, bán cá nông dân cũng làm được, là bởi vì họ không có nghĩ quá nhiều, họ không lên quá nhiều các loại chiến lược mà họ thiên về hành động. Thế việc của mình là gì? Mình phải hành động. Mới đầu mình nghe mình chỉ biết biết thôi, nhưng mà khi hành động á, mình hành động trong quá trình hành động mình sẽ hiểu. À, đấy là bốn cái việc mà mình ưu tiên, thì mình phải biết rằng là cái thứ tự trật tự nó như thế nào và mình phân bổ thời gian cho cả bốn việc đấy. Ai đó mà quên mất việc hỗ trợ đội nhóm cũng không được, ai đó quên mất việc đào tạo cho những nhân tố thủ lĩnh cũng không được. Còn ưu tiên số 1 bất di bất dịch là phải hỗ trợ. Thế cái việc mà đọc sách này, phát triển bản thân này kia này, đấy đấy là cái ưu tiên số 4, là mình hình dung chưa? Đấy là bốn cái việc mà mình phải làm. Thế thì trong bốn cái việc mình phải làm đó thì mình sẽ cần phải nhận diện đâu là nhân tố thủ lĩnh. Thì Anna nhận diện được các bạn mà ở trong group ngày hôm nay, là tất cả các bạn ở trong group ngày hôm nay đều là các nhân tố thủ lĩnh, và các bạn đều là những, vì các bạn là người mới cho nên Anna tách các riêng các bạn ra để Anna đào tạo, để sau này các bạn sẽ sao chép cái việc này, các bạn cũng làm những cái nhóm đào tạo nhỏ này dành cho các cái tư vấn viên ở bên dưới của mình. Thế thì nhân tố thủ lĩnh là nhân tố mà có ba đặc điểm ạ, có ba đặc điểm. À Hiếu ạ, Hiếu giúp Anna nói về ba đặc điểm của nhân tố thủ lĩnh ạ, hay còn gọi là con tàu vàng ạ. Hiếu bật mic ạ. Alo, nghe chưa? Nghe. À, nhân tố đầu tiên là ham học hỏi. Tiếp Hiếu ơi. Thứ hai là có tự tự chịu trách nhiệm về tự 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 chịu trách nhiệm 100%. Và thứ ba là ba là gì ta? Ai có thể nhắc Hiếu? Tuyết. Tuyết có thể nhắc Hiếu không? Chịu trách nhiệm 100%. Nó cũng gần giống rồi, hai cái đấy nó hơi na ná Có giống nhau đấy. rồi rồi nhớ rồi nhớ rồi, rồi. Có khả năng tự tổ chức. Ờ đúng Có rồi. khả năng tự tổ chức. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Cảm ơn Hiếu rất là nhiều ạ. À, anh chị em thấy đấy ạ, một con tàu vàng hay còn gọi là một người có nhân tố thủ lĩnh, họ chỉ cần đảm bảo ba yếu tố thôi. Thứ nhất là ham học hỏi, học và hỏi, có mặt ở trên Zoom, có mặt ở tất cả những cái sự kiện, thành công là đặt mông ở sự kiện, rồi có mặt ở tất cả các chương trình đào tạo và ghi chép đầy đủ, ham học hỏi, không biết cái gì thì hỏi. Cái thứ hai là người ta phải có năng lực tự tổ chức độc lập, đấy là một trong những điều vô cùng quan trọng, nhất là khi mà các bạn tập trung vào thị trường ở xa. Ví dụ nhá, ở Phú Yên thì Hạnh là phải có khả năng tổ chức công việc độc lập thì Hiếu mới dành thời gian đào tạo được. Chứ nếu mà Hạnh không có khả năng đấy thì chỉ xem Hạnh như là một người sử dụng sản phẩm thôi. Đó, anh chị em phải rất là lưu ý điều này thì nó mới tiết kiệm được thời gian của mình. Còn lại nếu mà ở gần mình á thì mình sẽ có thời gian để mà làm việc nhiều hơn. Cả nhà hình dung không ạ? Ở xa thì mình phải tập trung vào tàu vàng thôi, và không thì chỉ sử dụng sản phẩm đơn giản, còn chỉ có ở gần mình thì nó mới đa dạng được. Và cái cuối cùng là phải có khả năng tự sắp xếp công việc. Ví dụ như buổi tối này này, nào là chồng rồi lo cho con ăn rồi tất cả mọi thứ, livestream rất nhiều lịch chồng chéo. Nhưng việc của mình là phải có khả năng tự sắp xếp tất cả mọi việc để mình có thể tham gia vào được cái việc học tập này. Đó là cái đặc điểm của con tàu vàng. Thế bây giờ đã là tàu vàng rồi thì mình á, đội nhóm của mình đang có một cái chiến lược phát triển rất mạnh là 20-30. 20-30 tức là bạn sẽ mở 20 cái mã số trong vòng 30 ngày. Thì nghe thì nhiều người thấy rằng là à, nó có thể dễ có thể khó. Một số anh chị em ở Sài Gòn là đã được reframing, tái cấu trúc cái chỗ này là dễ hay khó quá nhiều rồi. Nhưng một số anh chị em ở xa thì bây giờ có thể, bây giờ mình mới nghe cái khái niệm là mình phải mở tới tận 20 cái mã số trong vòng 30 ngày. Anna chỉ nói ngắn gọn cái lý do tại sao mình phải mở 20 cái mã số trong vòng 30 ngày là như sau. Túm lại, cái hoa nở trên cây nó là như thế này. Nếu bây giờ ở đây mình không phải là mình đi bán mà là mình đang muốn tìm kiếm những người kinh doanh cùng với mình. Thế thì một cành hoa nếu mà tháng này nó có 2 bông hoa nở thì tháng sau 2 bông hoa đấy sẽ tàn, rồi có 3 bông hoa khác lại nở. Thế tháng sau 3 cái bông hoa đấy nó lại tàn, rồi đến tháng sau nữa à nó lại lại có thêm 2 bông mới nở. Tức là cứ bông tàn bông nở, bông tàn bông nở, cho nên là cái cành cây đấy mãi mãi là cành cây mà chưa thể là cành hoa được.
mấu chốt của việc kinh doanh để lên được tăng trưởng được qua các vị trí là các bạn phải biết dồn được cái doanh số của mình vào cùng một tháng. Đó là cái cách mà Anna đã áp dụng, và Anna áp dụng và Anna tăng trưởng liên tục là bởi vì Anna đã mở 20 mã số trong 30 ngày. Và cái mã số của mình, các bạn hình dung này, một cái mã số mình chỉ yêu cầu họ tạo ra cái doanh số có 2,5 triệu thôi. Cho nên là nó rất là dễ. Thế còn theo xác suất thống kê, cứ 6 người thì có một con tàu vàng. Cứ 6 cái mã số thì có một con tàu vàng. Vậy là các bạn mà cứ mở 20 cái mã số, thể nào trong đấy cũng sẽ có 3 người biết làm. Mà đối với những người biết làm, một tháng để người ta lên 1.000 điểm là vô cùng đơn giản. 1.000 điểm là doanh số khoảng 25 triệu. Thì bản thân không cần phải đến hết từ doanh số bán lẻ của người ta, mà người ta có thể có khoảng 3-4 người vào cùng là xong được 1.000 điểm rồi. Như thế là các bạn có thể lên đến vị trí tư vấn viên trưởng luôn. Tại vị trí tư vấn viên trưởng là các bạn sẽ có thu nhập hệ thống là 10 triệu. Và từ đó mình bắt đầu để mà mình đưa cái doanh nghiệp của mình cất cánh. Đó. Và quan trọng là sau khi mà đã đạt từ vị trí tư vấn viên trưởng với 20 cái mã số đấy, thì trong vòng 3 tháng là các bạn sẽ lên chuyên nghiệp, lên cái mức mà 40-50 triệu mà được tham gia chương trình mua xe hơi trả góp ấy. Đó, để các bạn có thể hình dung được. Thế cho nên rằng là để mà chúng ta có thể mà mở được 20 cái mã số, thì một trong những cái kỹ năng vô cùng quan trọng đó là kỹ năng mà chúng ta xử lý sự từ chối. Cho nên hôm nay chúng ta cần phải làm việc với nhau về cái 6 bước làm việc với ý kiến phản đối. Đó. Thì trong cái 6 bước làm việc với ý kiến phản đối này, nó sẽ giúp cho anh chị em chúng ta có một cái cấu trúc. Tức là khi mà mình nghe ai đó nói và ai đó phản hồi một cái gì đó, mà mình chưa có một cái cấu trúc là trình tự để mà thực hiện á, trình tự để mà trò chuyện lại, thì nhiều khi mình đánh mất cơ hội. Tức là nhiều khi mình về nhà mình mới hỏi người hướng dẫn của mình thì nó cũng đã trễ rồi. Bởi vì ngay tại thời điểm đấy mình phải xử lý được sự từ chối cơ, đúng không ạ? Thế thì cái bước đầu tiên để mà mình có thể xử lý được sự từ chối, thì bước 1 đó là lắng nghe. Trong này thì cái video của anh Trương Huy Cường đã có một hướng dẫn rồi. Bạn nào mà chăm xem video sẽ biết rất là rõ cái điều này. Nếu mà ngày hôm nay đến bước nào, từng thành viên một mình đang có cái sự từ chối nào, thì mình sẽ nói luôn để Anna sẽ cùng với tất cả các anh chị em khác sẽ đưa cho bạn một cái phương án giải quyết. Thế thì đầu tiên, khi mà người ta đang có dấu hiệu từ chối mình phải hiểu thế này nè. Blessinger nói là quá trình bán hàng thì bắt đầu khi mà khách hàng nói không. Khách hàng mà nói có thì chuyện nó đơn giản quá rồi. Nhưng phải khi khách hàng nói không mà mình vẫn tiếp tục trao đổi được với người ta. À, như thế mới là chúng ta là những người bán hàng đỉnh cao, đúng không ạ? Lắng nghe thì cái việc của mình là phải nghe rất là sâu. Nghe như chưa bao giờ được nghe. Và lắng nghe ở đây nó có 3 cái phần rất là quan trọng: 7%, 38% và 55%. Chị Thúy có tiện mở mic không ạ? Chị Nguyễn Thanh Thúy có tiện mở mic không ạ? Chị Lệ có tiện mở mic không ạ? Ok. Anna ok. À, chị Thúy mở mic được đúng không ạ? À, chị Lệ giúp em. Okay. Chị Lệ nói giúp em về cái 7%, 38% và 55% trong cái việc quan sát, một trong cái việc quan sát và mình nhận ra được cái ý định thực sự của người ta trong cái cuộc giao tiếp ạ. À, như Lệ á, thì Lệ hay trong khi nói chuyện á, có nghĩa là mình nói gì nó không quan trọng đâu. Đầu tiên là xử lý sáu bước mà xử lý sự từ chối á, đó là bước đầu tiên là hãy lắng nghe như chưa bao giờ được nghe. Và khi mình trong quá trình mình nghe thì mình sẽ bắt được là mình sẽ hiểu là tại sao người ta lại từ chối đó, giống như là như Lệ là Lệ sẽ biết là tại sao người ta từ chối. Sau đó mình đã đặt một số câu hỏi. Chị Lệ em xin lỗi chị Lệ ơi, em ngắt lời một tí. Okay. Ý em là chị nói giúp em 7, 38, 55 ba cái thành phần cấu tạo nên cái kết quả của một cuộc giao tiếp ấy. Chị nói giúp em cái đấy. À, dạ. Ok. Ngôn ngữ thì 7%, 38% là tông giọng của mình và 55% là ngôn ngữ cơ thể. Đấy. Cảm ơn chị Lệ rất là nhiều ạ. Để em phân tích cho các bạn một chút. Tức là như thế này, trong một cái kết quả của một cuộc giao tiếp, nó không phải là chỉ có ngôn từ. Mình nếu mà mình để ý kỹ thì mình sẽ thấy rằng là có nhiều người người ta nói là người ta đồng ý với mình. Ok, để chị xem.
Nhưng mà khi người ta nói như thế, nếu chúng ta quan sát kỹ ra, chúng ta sẽ thấy rằng là chẳng có xem cái gì ở đây hết á, mà là người ta từ chối mình đấy. À, mình hình dung không? Thế cho nên là trong lúc mà nói chuyện với người ta, nếu mà mình không nói chuyện được trực tiếp thì mình cũng phải video calling, đừng bao giờ gọi điện mà không có hình. Bởi vì cái ngôn từ nó chỉ chiếm có 7%. Chỉ khi xem hình như thế này này, à, mình nếu mà mình nói chuyện qua tin nhắn thì mình chỉ truyền tải được về mặt ngôn từ và mình chỉ lắng nghe được về mặt từ ngữ thôi. À, nhưng mà nếu như mình nghe qua điện thoại thì lúc đấy mình thêm được tông giọng để mình nghe, sẽ mình lắng nghe được là cái tông giọng này là hào hứng hay là không hào hứng, có xạo sự hay không, mình còn biết mà mình xử lý, đúng không ạ? Chứ ví dụ một người, người ta lại nói là ờ để chị xem, rồi mình lại tưởng là người ta xem thật, mình lại tin là người ta sẽ đến chẳng hạn. Đó, cái đó là không phải, mình phải biết phát hiện ra điều đấy. Và khi mà các bạn xem hình thì các bạn sẽ thấy được 55% ngôn ngữ cơ thể của người ta. Lời nói thì có thể nói dối, nhưng mà ngôn ngữ cơ thể thì không biết nói dối. Đây là một trong những cái phần mà vô cùng quan trọng. Cho nên là kết quả của một cái cuộc giao tiếp ấy, nó đến từ cả ngôn từ, cả tông giọng và cả ngôn ngữ cơ thể. Thế cho nên ở cái chỗ lắng nghe này này, thì các bạn phải đóng mở ngoặc là lắng nghe và quan sát. Đó, thế mình phải quan sát để mình thấy là người ta đang từ chối mình thật, hay là người ta đang hứng thú, nhưng mà người ta lại đang bị e dè. À, cái này nếu mà mình để ý trong mối quan hệ giao tiếp hàng ngày á, thì rất nhiều người bị mắc phải. Ví dụ nhá, mình thấy biểu hiện của cái anh người yêu của mình rõ ràng là không trung thủy rồi, rõ ràng là thế rồi. Thế mà mình cứ phải tập trung là ngôn từ, là anh cứ phải nói ra đúng cái từ đấy cơ, là anh có bồ. À, thì nhiều khi mình không cần phải như thế. Mình quan sát qua tông giọng, quan sát qua thái độ là mình đã hiểu được điều đấy rồi. Thì ở đây cũng thế, cái bước số 1 là mình phải lắng nghe, và cái chỗ này là lắng nghe và quan sát. Ở đây mình gọi là lắng nghe sâu. À, và phải khi mà mình lắng nghe thì lúc này này, cái thái độ của mình rất là quan trọng. Nhiều khi có nhiều bạn á, rèn thời gian rèn luyện nó đang còn mới. À, mình nghĩ cái gì trong đầu là nó biểu hiện hết lên nét mặt. Giống như là có rất nhiều người có một cái kiểu bĩu môi mà không biết. Có rất nhiều người thì cười, cứ là tự nhiên mình cười mà mình không biết là mình đang cười. Có rất nhiều người thì mình có cái kiểu không tập trung. À, thế thì khi mà mình nghe người ta thì thái độ của mình phải rất là chân thành. Đây là một trong những cái bí kíp mà khi mình quan sát tốt thì mình có thể thay đổi được rất là nhiều thứ. Và trong cái quá trình mà mình lắng nghe người ta đấy, thì lúc đấy là cái lúc mà mình não bộ của mình mới đang đi tìm được cái đối sách phù hợp để mà mình phải nói về cái gì đây, thì nó sẽ vào được người ta. Nhất là giả dụ khi mà mình nghe một người, mình đi gặp một người mà người ta lại còn là khá thành công nữa, thì cái việc quan sát này của mình lại càng phải rõ ràng. Bởi vì người ta là những người mà rất là giỏi trong cái việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể, thì mình cần phải quan sát rất là rõ ràng. Đấy là bước số 1 là bước là lắng nghe. Bước số 2 là mình phải làm thám tử và mình phải tìm ra được câu hỏi ngụy biện. Tức là thường những câu hỏi mà ngụy biện của người ta nó sẽ nằm trong những kiểu như sau: một là không có thời gian này, hai là không có tiền để tham gia này, ba là đã già rồi này, không muốn tham gia được này, cái này dành cho bọn trẻ thôi này. Và cái cuối cùng nhiều nhất á là đa cấp. Không thích đa cấp, nghe đến đa cấp là đóng não. À, ở đây thì có bạn Trinh là đã có đi 2-1 với Anna một lần, mở tầng 1 cho một chị mà chị rất là ghét đa cấp, chị ghét lắm ấy. À, thế nhưng mà mình khi mà Anna xử lý được sự từ chối xong thì chị vẫn đồng ý mở mã số và vẫn đồng ý trải nghiệm sản phẩm, và bây giờ đã có tầng 1 rồi. Thế thì tại sao lại như vậy? Là bởi vì là mình phải có một cái kỹ năng là đặt câu hỏi ở chỗ này. Thường khi mà người ta nói là người ta không có thời gian, không có tiền, đã già hoặc là đa cấp á, thì cái sai lầm của mình là mình hay giải thích. Cái đoạn này mà mình mà giải thích nữa là chết luôn. Mà cái việc mà một trong những cái kỹ thuật rất quan trọng để xử lý sự từ chối, đó chính là câu hỏi, chính là câu trả lời. Các bạn phải làm sao để các bạn đặt câu hỏi ngược lại. Và khi mình đặt câu hỏi ngược lại thì họ sẽ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn. Và trong cái quá trình mà họ chia sẻ nhiều hơn thì lúc này mình mới phát hiện ra được là lý do tại sao mà họ lại có một cái niềm tin
là cái ngành nghề kinh doanh này, cả cái ngành network marketing này nó không phù hợp, hoặc là người ta đã già hoặc là gì đó. Ví dụ như là khi mà người ta bảo là người ta không thích đa cấp bởi vì đa cấp là lừa đảo chẳng hạn, thì mình có thể hỏi người ta là anh có thể chia sẻ kỹ hơn mình có trải nghiệm gì mà với cái ngành nghề này đó, ví dụ thế. Người ta bắt đầu nói là em người ta bị lừa đảo sao, bố người ta bị lừa đảo sao, thế mình mới nghe, mình mới biết đó là công ty nào, đúng không? Nó là công ty nào thì thường á là chỉ là một số công ty đang có mặt ở trên thị trường thôi. Thế thì khi mà như thế thì mình lại bắt đầu mình có thể tìm những cái câu hỏi tiếp. Thế còn thường là khi mà người ta nói, người ta từ chối mình á, mà mình cứ giải thích á, là cái việc đấy nó kém hiệu quả. Sai lầm sẽ là giải thích, cho nên là anh chị em phải ghi nhớ cái điều đấy. Không giải thích mà mình đặt câu hỏi ngược lại để khai thác thêm, để mình tiếp tục là người nghe. Trong một cuộc hội thoại, người nào mà là người đặt câu hỏi, người đấy là người làm chủ cái cuộc hội thoại đó. Việc của mình là nghe để mình có thể quan sát được. Thế thì ví dụ là đa cấp. Nào, bây giờ một anh chị em nào đấy mà có thể xử lý cái chỗ mà nếu như một người mà không thích cái công việc này bởi vì nó là đa cấp thì mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Anh chị em nào mà thấy là mình đã có kinh nghiệm trong việc xử lý này rồi thì mình giơ ngón tay cái và mình bật mic ạ. Mời Hiếu Dung ạ. Ừ. Cái câu hỏi đa cấp này á thì là một cái câu hỏi mà nó phổ biến ấy, mà dường như là gặp ai thì người ta mà chưa biết đến đa cấp thì người ta đều nói là đa cấp. Thế nhưng mà thực ra người ta chả hiểu đa cấp là cái gì hết, không tìm hiểu và hiểu một cách nửa vời, cho nên là không, thực sự cũng không hiểu về đa cấp là như thế nào. Thì mình đã gặp cái câu hỏi này rất là nhiều và mình cũng đã xử lý nhiều cách. Thì cái cách mà phổ biến nhất là hỏi ngược lại người ta xem là, hỏi một câu ngược lại rằng là các bạn hiểu như thế nào về đa cấp. Thì khi đấy thì người ta sẽ cứ ấp á ấp úng và cũng không hiểu cái gì cả, thì mình có cơ hội để mình giải thích lại, thì mình nói cho họ hiểu như thế nào về đa cấp. Còn có những cái trường hợp ấy, nếu mà họ có cái tính hiểu biết rồi ấy, thế là mình biết họ bắt đầu nói cái kiểu rằng là giống như đa cấp ấy, thì mình có những người mình biết rằng là họ có thể hiểu sơ sơ về đa cấp thì mình nói trước. Ví dụ như hôm nay mình có một cái trường hợp là cái anh này, mình chia sẻ với cái anh đấy là ở Đắk Lắk. Anh này là một cái người mà làm ở trong cơ quan nhà nước mà làm cán bộ ấy, thì mình nói thẳng ngay với anh ấy rằng là em có cái cơ hội này em chia sẻ với anh, nó rất là hay luôn, và em tin là với một người như anh là một người có uy tín và có tầm ảnh hưởng, thì em tin chắc rằng là anh sẽ đi rất là nhanh. Mà em nói trước với anh nó là mô hình MLM. Tức là mình nói thẳng ra như vậy thua luôn. Thì xong rồi mình nói rằng là anh có sợ đa cấp không? Thì anh nói là mình làm việc chính trực thì có gì đâu mà phải sợ. Thì là những người như thế thì mình có cái cách chia sẻ như thế. Thì có nhiều cái phân khúc cái cách này, thì mình có hai cái cách chia sẻ với mọi người như vậy. Cảm ơn Hiếu Dung ạ. Anh chị em có ghi được hai cái cách mà Hiếu vừa làm vừa dùng để mà giải quyết cái sự từ chối, cái chỗ ngụy biện là đa cấp không ạ? Nếu mà ghi được thì giơ ngón tay cái, chưa ghi được thì để Hiếu nói lại. Thứ nhất là nếu mà họ hỏi thì phải hỏi ngược lại là bạn hiểu gì về đa cấp. Thực ra là không hiểu đâu, mà cứ nghĩ là đa cấp là nó xấu, cho nên là cứ nói vậy thôi, chứ thực ra là không hiểu đâu. Ừ. Ok, rồi có anh chị em nào có một cái cách nào đấy khác không ạ? Tại vì cái này là một trong những thứ mà nó cản trở anh chị em mình nhất đấy. Mình có một cái cách nào đấy khác nữa không? Mình có thể chia sẻ. Thảo nhá. Thảo giới thiệu với các bạn là Thảo là Get Team của HBL là không phải dạng vừa đâu. Vị trí mà áp lực nhất ở trong toàn bộ sơ đồ trả thưởng của HBL đó chính là vị trí Get Team. Cho nên rằng là để xem là một Get Team mà đang điều hành 10 câu lạc bộ dinh dưỡng các bạn ạ. Đấy là một áp lực cực kỳ luôn. Cái khả năng mà chịu đòn của các Get Team của HBL là phải nói rằng không có một công ty nào có thể địch lại được. Thảo xử lý như thế nào với cái chữ đa cấp này, Thảo chia sẻ với anh chị em nhé.
bộ yoga, có nghe không nhở? Có nghe không Anna? Có nghe à, tốt. Đó, câu lạc bộ yoga mà cũng chẳng có nghe về đa cấp gì hết trơn, vô học viên vô học là nói chung là bám với cái là mình là họ là giáo viên và học viên, họ vô họ hỏi là muốn giảm cân thì em chia sẻ, và họ có người hỏi là các cô học viên già thì về nhà ăn bình thường luôn, giảm cân bình thường thì có kết quả, thì ăn hoài thì có con á muốn nói là sao mẹ ăn đa cấp vậy ăn hàng đa cấp thì có lên nói ủa sao cô giáo bán hàng đa cấp vậy, thì mới nói ủa cô nói con mới biết cái này là đa cấp luôn á, con thấy là nó khỏe nó đẹp như thế này thì con chia sẻ với mọi người và cả cái câu lạc bộ ai cũng ăn vậy, bây giờ cô nói con biết là đa cấp nhưng mà nó tốt không cô vậy, cô nói là ừ nó không giảm cân, nó không tốt, không khỏe, vậy thì thôi ăn thôi, cô quan tâm gì đa cấp chứ không đa cấp cô đâu có bán buôn bán gì đâu. Thì đó thì vượt qua cũng lại là còn những cái bạn mà mình chia sẻ để kinh doanh đó, đó là những học viên, những khách hàng, nó đơn giản là nó đem lại giá trị thì cô ăn thôi, cô quan tâm gì đến đa cấp. Còn những cái bạn mà kinh doanh đó, thì Thảo có nói là nhưng mà kinh doanh thì mình đặt vấn đề về làm đối tác luôn, rồi em được những cái gì ở đây và em phân phối sản phẩm như thế nào, em được lợi như thế nào và chị cho giá trị cho em, thì việc gì phải quan tâm mà tóc. Chị đã trải qua nhiều cái kinh doanh rồi, kinh doanh truyền thống này, mở quán cà phê này, kinh doanh online này, chỉ có kinh doanh theo mạng thì nó mới là ưu việt, công ty là lo hết sản phẩm cũng như là kế toán thu chi cho em chỉ đảm nhận một cái việc là marketing thôi, marketing và phân phối sản phẩm ra thôi, không có quan tâm đến nguồn hàng, nguồn gốc, kho hàng, rồi kế toán, rồi giám đốc, đủ thứ hết. Em chỉ làm đúng một việc là phân phối sản phẩm và tìm ra nhiều bạn phân phối giống mình là được. Thì bạn thấy có cái mình thường là mình trình bày cái chiến lược để mình ra hàng á, thì thấy ok. Ok, cảm ơn Thảo rất là nhiều ạ. Đấy là một cách ở bên HBL thì cái trường phái kinh doanh nó khác với cả Sibri. Sibri chúng ta là mỗi người dùng một ít, mỗi người bán một ít. Một cái mắt xích công ty chỉ yêu cầu bạn đảm bảo một cái lượng hàng là 2.6 triệu thế thôi. Ai giỏi hơn thì bán một lượng hàng là 5.2 triệu. Còn nếu các bạn mà bán 500 điểm thì tương ứng khoảng 12 triệu rồi các bạn vào câu lạc bộ danh dự, được có một cái mã pin và gọi là câu lạc bộ 500 đó. Thế còn ở bên HBL thì càng lên vị trí cao thì điểm doanh số cá nhân của bạn mua hàng cũng phải càng lớn, cho nên là người ta phải có rất là nhiều những cái kỹ thuật khác nhau để đẩy sản phẩm đi. Mình mua hàng rồi thì mình phải bán được nó đi. Thế thì khi như vậy thì có rõ ràng là Thảo đã nói là có hai cái xử lý sự từ chối, một là nguồn của người tiêu dùng và hai là của cái đối tượng mà kinh doanh đó. Thì các bạn cũng có thêm được một cái góc nhìn mới nhá. Thế còn bây giờ còn ai muốn trao đổi cái cách mà mình đã xử lý về cái đa cấp mà thành công thì mình hãy chia sẻ cho anh chị em. Em thấy chị Nhi vào rồi ạ, chị Nhi cứ vào đi ạ, không sao hết ạ. Ở đây mình có cả nhà may Thu Nhạn này vừa mới vào này, ở thị trường Hải Dương này. Hôm nay toàn anh em ở xa thôi. Anna báo với Nhạn hơi trễ một chút, chúng ta đang nói về 6 bước làm việc với ý kiến phản đối. Bước 1 là lắng nghe, bước 2 là mình đang tìm xem là người ta, mình làm thám tử, mình tìm xem người ta đang bị khúc mắc ở chỗ nào. Nếu mà chưa không có anh chị em nào chia sẻ thêm thì Anna có thể chia sẻ ở cái chỗ này. Chị chia sẻ một xíu về cái... đa cấp hả chị? Cái mà chị hay gặp á, nhưng mà chị không có bị cái sự phản ứng quá gắt của người đối diện. Có nghĩa là khi mà người ta bắt đầu người ta nói là ủa cái này có phải đa cấp không em? Nói dạ đúng rồi, đa cấp là một cái hình thức kinh doanh rất là thông minh. Vậy thì khi mà anh nghe anh hay chị gì đó nghe đa cấp thì anh chị cảm thấy như thế nào? Thì nói chung là cũng không có thiện cảm lắm, nhưng mà không biết là công ty mình nó như thế nào em ha. Thì lúc đó là mình sẽ có cái cơ hội để mà mình nói về cái môi trường của bên mình, ví dụ như là môi trường phát triển bản thân, môi trường S69 và môi trường giống như là Na nói hồi nãy là mỗi người dùng một ít và mỗi người bán một ít.
là chúng ta đang đi đúng với lại cái hình thức mô hình kinh doanh đó, mà không phải là cái việc ôm hàng hay chèo kéo gì đó, thì lúc đó là người ta bắt đầu người ta mở lòng ra và người ta hứng thú, người ta nghe hơn. Thì hầu như là Thúy chưa phải gặp phải những cái trường hợp mà giống như là người ta biết mình làm cái này mà ta ghét mình ra mặt thì chưa. Bởi vì thật ra đâu đó thì bản thân là con người vẫn quan trọng hơn là hình thức kinh doanh nào. Nếu như mà họ đã thích mình rồi thì cho dù mình kinh doanh cái gì thì họ cũng tin rằng là chắc chắn là bản thân mình đang chọn điều đó và mình đang có một sự khác biệt so với những cái số đông kia. Thậm chí có những người họ còn tán đồng với mình là họ nói là đúng là có những cái con người mà họ đã làm hỏng cả một cái hệ thống kinh doanh mà nó đang rất tốt. Thì đó là cái chia sẻ mà chính bản thân Thúy đã trải nghiệm vài tháng qua, và mình thấy là mình rất là tự tin, mặc dù hồi xưa mình là một cái người cực kỳ ghét đa cấp. Mình cũng là một cái người mà đã từng biết đến đa cấp cách đây mười mấy năm, từ khi cái công ty đầu tiên là công ty Avon á, chắc cũng được 18, 19 năm rồi. Và sau đó mình cũng bị những cái người ở trên bỏ rơi, và mình cũng lạc lõng và mình đi ra, rồi xong mình nu skin rồi rất là nhiều, no ni rồi vision rồi tất cả các kiểu, nhưng mà mình chưa chọn một công ty nào để mà mình gắn bó và mình có thể tự hào và mình nói về nó. Nhưng mà riêng Siberia thì mình cảm thấy rất là tự hào, và mình khẳng định luôn là chúng ta đang có một cái team tuyệt vời để mà mình đi. Nên là nếu như mà các anh chị vẫn còn lăn tăn, thì hãy cho phép mình tin vào đội nhóm trước và tin vào cái con đường, cái sự lựa chọn của mình. Thì còn lại, cái câu chuyện còn lại thì nó rất là đơn giản. Cái niềm tin nó quan trọng lắm mà. Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều ạ. Đấy đúng là cũng là một cái cấu trúc rất là hay để có thể xử lý được cái sự từ chối. Tức là sau khi mình phát hiện ra, mình hỏi người ta được một câu, tức là mình tìm ra được người ta ngụy biện ở cái chỗ nào. Mà thường là cái đa cấp ấy là cái mà bị vướng nhiều nhất. Thì cái bước số 3 sẽ là đồng cảm. Đồng cảm như chị Thúy vừa nói đó, là ngày xưa mình cũng là người rất là ghét đa cấp, rồi mình thế này thế này. Thì đấy là cái sự đồng cảm. Thế thì ví dụ như Anna, thì thường Anna hay nói thế này ạ, chúng ta phải biết được là cái cách mà chúng ta sử dụng đó, nó phải dựa trên cái lợi thế mà công ty chúng ta đang kinh doanh nó có. Ví dụ một số công ty khác thì họ không có chính sách một giá, họ vẫn phải ôm hàng, họ sẽ không nói được như thế. Thế nhưng mà ở đây, khi mà ai đã nói là đa cấp à, thì Anna nói rằng là anh có nghe về network marketing không? Thế xong rồi người ta nói thì là đa cấp chứ gì. Thế bảo cái từ dịch của Việt Nam mình á thì nó chưa thể hiện rõ bản chất lắm. Nhưng mà anh có bao giờ hiểu, hoặc là đã có ai nói với anh, hoặc anh có tìm hiểu kỹ càng về một cái mô hình network marketing tiêu chuẩn nào mà anh biết chưa? Thì thường là người ta chưa biết, vì ở Việt Nam mình rất là hiếm. Thế thì người ta mới bảo là như thế nào? Thì Anna mới nói là network marketing là một hình thức phân phối sản phẩm. Mấu chốt là sản phẩm của mình nó phải tốt và nó phải giải quyết được cái vấn đề của thị trường. Nó phải có hiệu quả nhanh để mọi người có thể cảm nhận được. Và giá thành của nó làm nó không để cho người ta có cảm giác là bị lừa ấy. Đấy, đã mình nói thế. Thế còn nó là một cái hình thức network. Tức là khi mà người ta hỏi lại nó là thế nào, thì Anna sẽ giải thích cái định nghĩa của network marketing. Chứ Anna không giải thích vào sơ đồ trả thưởng của mình sao, sản phẩm của mình tốt sao, tức là mình nói chung. Sau đó rồi mình Anna chuyển ngay sang cái phần đồng cảm, giống như là chị Thúy. Mục số 3 là đồng cảm. Thế thì chị Thúy chị nói là em cũng đã biết nhiều công ty đa cấp, và trước đây em rất là ghét đa cấp, mà bây giờ là em nói về cái công việc em đang làm là một cách đầy tự hào, bởi vì ở đây có những con người ABCD, tổ chức ABCD. Thì khi mà mình nghe chị Thúy nói, chị Thúy không bật hình, mình cũng có thể nghe được cái tông giọng của chị là rất là chắc chắn và cảm giác là rất là hứng thú với cái việc mà chị đang làm. Đấy, trong quá trình mà mình nói với người khác, mình cũng phải thể hiện được điều đấy. Vì thường cái ngành nghề kinh doanh của mình là ngành nghề kinh doanh về sự chia sẻ, và chúng ta chia sẻ cho những người mà những cái người đó người ta biết đến mình trước rồi,
mình không chia sẻ cho những người không tin tưởng mình, và mình chỉ chia sẻ với những người mà tin tưởng mình thôi. Vì thế cho nên khi mà họ tin tưởng mình và họ quan sát được cái ngôn ngữ cơ thể, họ cảm thấy mình rất tin, họ quan nghe được cái tông giọng của mình, họ thấy mình rất tin, thì họ sẽ tin. Thế thì đây là một trong những thứ rất là quan trọng khi mà mình nói về cái sự đồng cảm. Thế còn ví dụ như Anna thì Anna hay nói thế này này: Em làm trong lĩnh vực mà dinh dưỡng sạch này lâu năm rồi, và em tìm 11 năm nay em mới thấy một mô hình mà xứng đáng như thế để làm. Nó xứng đáng ở cả cái sản phẩm này, cái giá này, đến cái tính nhân văn của sơ đồ trả thưởng. Và vì thế mà em không còn có cái trở ngại là nó là đa cấp hay không đa cấp, mà em chỉ biết rằng đây là một mô hình network marketing rất là chuẩn, hoạt động đúng luật của Việt Nam. Đó, thì lúc này Anna đồng cảm bằng cách đấy. Tại vì sự thực là mình cũng tìm kiếm 11 năm rồi thật. Nếu mà mình tìm nó trước, cách đây khoảng mấy năm, 3 năm đi, mình mà biết đến cơ hội này trước thì có lẽ mình không bay mất vài tỷ để xây dựng doanh nghiệp của mình, rồi mình phải đóng cửa nó. Đó. Thế thì nếu mà sự đồng cảm mà nó còn mạnh như thế thì chắc chắn rằng là các bạn sẽ bước một, các bạn vượt ra khỏi được cái hàng rào của cái chữ đa cấp. Và ở đây là có một người là tầng 1 của bạn Trinh á, là chị rất ghét đa cấp. Vừa ngồi xuống xong, vừa mới nói xong là chị nói luôn là đa cấp là không bao giờ chị quan tâm nha, đừng có nói với chị nha. Thì Anna nói đúng lại cái cấu trúc như thế, và cuối cùng chị đồng ý. Và bởi vì sao? Những người mà ghét đa cấp ấy, là Anna mới hỏi là chị có trải nghiệm như thế nào về những cái sản phẩm này. Chị bảo thì chị bắt đầu nói rằng là người này người kia lừa, rồi ôm hàng, rồi không bán được, rồi này kia. Khi mà người ta giải thích thì bắt đầu mình phát hiện ra là cái thứ làm cho người ta ghét bỏ là có nhiều người phải ôm hàng và bán cả nhà cửa đi để ôm hàng. Đó, mình phát hiện ra cái thứ người ta ghét bỏ là cái thứ đấy, chứ không phải người ta ghét bỏ cái mô hình của mình. Rồi người ta bắt đầu, chị Liên bắt đầu nói tiếp là với lại là gì, sản phẩm thì giá thì trả bao nhiêu mà gì đấy, giá sản xuất thì trả bao nhiêu mà bán quá đắt luôn á. Bán đắt như thế thì không biết là người tiêu dùng của mình thì được hưởng bao nhiêu, mà chất lượng thì chả ai kiểm định được. Đó, là mình biết là người ta sợ là sản phẩm quá đắt, bán giá lộn xộn này kia. Thế thì với những cái thứ mà mình biết như thế thì một lát nữa đến cái phần 3 là phần đồng cảm, mình rất là dễ dàng để mình nói chuyện lại rồi, đúng không ạ? Vì anh chị em của mình đều biết rằng đấy đều là những lợi thế của Siri. Siri có những lợi thế, Siri là có chính sách một giá, chả ai cần phải ôm hàng cả, thích thì vào công ty mua, đúng không? Chỉ có 2,5 triệu thôi, cho nên là mình dùng cũng hết rồi, cho nên mình cũng không cần phải bán hạ giá để với đẩy được hàng đi, đúng không ạ? Và ở trong Siri thì cái luật của nghị định 40 mình bắt đầu lôi ra cho người ta. Ở Việt Nam bây giờ chỉ có 23 công ty được cấp phép thôi, và trong số 23 công ty được cấp phép đó thì chỉ có khoảng 10 công ty là tập đoàn đa quốc gia giống như mình. Và cái bây giờ cái chính sách hoa hồng, cái chính sách giá là phải được niêm yết của Bộ Công Thương, chứ không phải bạn làm lằng nhằng được. Thế còn khi mà mình cung cấp thêm một vài thông tin cho người ta như thế thì người ta bắt đầu yên tâm hơn. Và cuối cùng này, có một cái hình ảnh rất là hay là chai nước suối. Nếu các bạn đang uống chai nước suối, chai nước suối này, mình nếu mà người ta nói giải thích thêm mà mình biết là người ta có trục trặc về giá bán, thì bạn hãy nhớ rằng là chai nước suối này mua ở đại lý là khoảng 3.500, mua ở trong Circle K mini stop là 10.000, mua ở trong quán bar là khoảng 30-40.000, mua ở trong tạp chiếu phim là khoảng 20.000. Thế thì đến cái chai nước này nó có nhiều giá như thế, thì mình có biết là ngay cả trường hợp mà mình mua ở đại lý là 3.500 thì cái nội dung của bên trong chai nước này chỉ có 1.000 đồng thôi. Khi mà mình nói như thế thì người ta sẽ thấy rằng là thực ra ở ngoài kia có rất là nhiều thứ mà cái giá của nó là nó phải có quá 50% được dùng cho chi trả cho hệ thống phân phối. Đó, thì đấy là sau khi mình Anna nói trình bày được như thế xong, và thì bắt đầu chị Liên bắt đầu cởi mở ra, thì Anna cũng xin chia sẻ lại cho các bạn. Thế thì cái phần mà chị Thúy chia sẻ về cái đồng cảm á, là rất là chính xác với những gì mà hệ thống đang áp dụng. Và cái cấu trúc của nó là ban đầu mình cũng gì gì đó giống như bạn,
Và rồi do mình tin cái người giới thiệu, mình tái cấu trúc luôn trong cái câu nói, do mình tin cái người giới thiệu và mình làm ví dụ như mình làm theo cái lời của người giới thiệu, là mình đến mình nghe cái buổi chia sẻ kinh doanh, rồi mình sử dụng sản phẩm, và khi mình sử dụng sản phẩm, mình thấy sản phẩm tốt thì mình bắt đầu học tập. Và trong quá trình học tập thì mình gặp những con người ABCD trong một môi trường ABCD, thì mình nhận thấy rằng đó, đấy là cái cấu trúc. Mình tin trước này, rồi mình làm rồi mình sử dụng rồi mình học tập rồi mình gặp những cái con người như thế nào đấy. Số 6 là trong môi trường như thế nào đấy. Nếu bạn nào mà chưa có một cái cấu trúc lập luận thì bạn có thể làm theo cái cấu trúc lập luận này. Được chưa? Đấy là cái cách mà mình xử lý cái câu hỏi về cái đa cấp. Nào, bây giờ nếu như mà câu hỏi ngụy biện là không có thời gian thì chúng ta sẽ xử lý thế nào ạ? Có anh chị em nào có thể bật mic chia sẻ về một người mà người ta nói là người ta không có thời gian thì mình sẽ nói như thế nào không ạ? Ok, Anna sẽ giải quyết chỗ này luôn nhá. Khi mà người ta không có thời gian thì Anna hay hỏi người ta câu hỏi yes no, tức là đồng thuận với người ta. Cấu trúc là phải đồng thuận rồi mới đồng hành, rồi mới dẫn dắt được. Không thể nào vào đùng một cái mà dẫn dắt người ta ngay. Cho nên việc của mình là đồng thuận người ta. Anna hay nói là chính xác luôn. Bây giờ là thời gian là rất là quý. Cho nên chúng ta chỉ dành thời gian cho những gì xứng đáng, chị nhỉ. Đó. Thế thì người ta sẽ gật đầu. Tại vì rõ ràng chúng ta sẽ dành thời gian cho những gì xứng đáng. Rồi Anna mới nói tiếp là em chỉ xin chị khoảng tiếng rưỡi thôi. Chị lên chị nghe. Mà chị thấy thông tin phù hợp thì chị làm cùng với em. Em cũng rất là muốn được làm cùng với chị. Còn nếu mà chị thấy không phù hợp thì thôi. Đó, thế khi mà như thế rồi Anna khẳng định là em có một niềm tin chắc chắn rằng là khi mà chị dành cho em một tiếng rưỡi chị lên để tìm hiểu thì chị sẽ rõ được cái lý do tại sao mà em lại thấy nó rất xứng đáng và tại sao mà em lại lựa chọn. Đó, thì Anna dùng riêng cái thời gian thì Anna dùng cấu trúc này là 100% là thành công, chưa có một trường hợp nào thất bại. Bởi vì khi mà trong quá trình nói, Anna nhắc lại nhá, cái 7%, 38% và 55% là vô cùng quan trọng trong một cái kết quả của một cuộc giao tiếp. Cho nên các bạn phải để ý rất là kỹ cái đấy. Mình cứ tưởng là mình chỉ nói ngôn từ thường, tất cả các anh chị em mà mình nói, mình cũng trao đổi đúng cái thông tin này mà mình chưa đạt được sự thành công, là bởi vì cái tông giọng của mình chưa thể hiện ra được sự chắc chắn, cái ngôn ngữ cơ thể của mình chưa thể hiện cho người ta được là nó đáng tin cậy như thế nào. Và mình nếu mà mình nói về sự xứng đáng thì mình phải cái nét mặt của mình nó phải cảm thấy xứng đáng. Chứ là mình nói về sự xứng đáng mà nét mặt mình thì buồn rười rượi thì có gì mà xứng đáng, giống như kiểu ai đang ép ủ mình để cho mình nói. Cho nên cái đấy quan trọng hơn rất nhiều so với việc là mình cung cấp cái ngôn từ gì. Đó. Rồi, nếu mà ai đó nói là đã già rồi và không muốn bắt đầu nữa thì anh chị em mình xử lý làm sao? Có ai có kinh nghiệm làm việc với người lớn tuổi không? Đây nhá, trong cái số mà đội hình của chúng ta sẽ có những người ta đã có tuổi rồi, tức là khoảng 55-60 tuổi trở lên. Mình phải biết rằng là trong hệ thống của mình có những cô mà 59 tuổi, 64 tuổi làm rất là tốt. Đấy, thì bắt đầu mình có thể nói ra cái điều đấy là em biết có cô này, cô Tu Đính này, hoặc là cô Thanh ở Hải Dương này, 64 tuổi và làm rất tốt. Có ô tô và còn giúp được cho 7-8 người có ô tô nữa, tức là họ làm rất tốt. Và bây giờ lớn rồi, lớn tuổi rồi thì ăn cũng chẳng bao nhiêu nữa. Đấy, nhưng mà họ muốn cống hiến với cộng đồng. Tức là lúc này mình kể một câu chuyện, mình đi vào cái bước mình kể một câu chuyện luôn. Đấy, thế còn nếu mà đi đúng cấu trúc câu hỏi thì mình, nếu mà người ta đủ thân thiết với mình thì mình sẽ hỏi người ta là thế như thế nào thì là già. Đó, và rồi câu chuyện họ sẽ tiếp diễn dựa vào cái việc mà người ta trả lời. Rồi đồng cảm thì bình thường mình cũng nghĩ là 50-60 là không làm được nữa, cho đến khi mình tìm hiểu và mình phát hiện ra có những người như thế làm. Đó, thì đấy là cũng là một cái cấu trúc. Và thường là những cái người mà lớn tuổi á thì Anna
thường hay đưa cho họ một cái giải pháp là mức độ tuổi nào thì làm phù hợp với cái nhóm tuổi đó. Ít nhất là mình mà làm thì mình có thể có sản phẩm để sử dụng miễn phí này. Còn lại nhá, có rất là nhiều người mà cái xuất phát điểm của người ta là người ta là một cái dân trí thức ấy, và người ta đang muốn có một cái môi trường để cống hiến những gì người ta đã tích lũy được trong suốt bao nhiêu năm qua, thì lại càng dễ để cho các bạn xử lý. Rồi, cái cuối cùng mà mình hay gặp nhất ấy, đó là không có tiền. Cái sự từ chối của người ta ấy, mình cũng hay gặp là không có tiền. Nhưng mà với CV thì không có tiền rất dễ, đúng không? Thế thì mình có thể nói rằng là theo anh chị thì đặt câu hỏi, theo anh chị thì khoảng bao nhiêu tiền mà mình khởi nghiệp, gọi là bắt đầu một cái công việc, mình đầu tư bắt đầu trong một công việc thì là hợp lý? Người ta sẽ nói người ta sẽ nói là bao nhiêu đó, hoặc người ta sẽ kể cho mình một cái gì đó. Thế đến khi mình nói rằng là với Siberi thì cái thứ duy nhất mà mình cần là khoảng 2,6 triệu để mua sản phẩm sử dụng, và chẳng cần phải mua thêm gì nữa cả, thì như thế đã đủ dễ dàng để mình có thể bắt đầu chưa? Nếu mà vấn đề đó là thực sự là về mặt chi phí. Thế người ta nghe xong thì mình sẽ đi theo đúng cấu trúc. Nhưng mà cái ý của mình là như thế. Bước số 3 sẽ là bước đồng cảm. Bước số 4 là bước chia sẻ. Bước chia sẻ thì giống như lúc nãy chị Thúy có nói, mình thấy network thực sự là, rồi Siberi thực sự là, môi trường của chúng tôi thì thực sự là như thế này, thực sự là như thế kia. Và trong cái lúc mà mình chia sẻ thì mình nhớ sử dụng câu chuyện có tính tương đồng. Tức là mình thấy một mẹ bỉm sữa thì mình phải kể một câu chuyện có tính tương đồng của những bà mẹ bỉm sữa. Mình thấy một cô lớn tuổi thì mình phải kể câu chuyện của cô Tô Đính hoặc là của cô Thanh. Thấy một cô mà nông dân thì phải kể câu chuyện của chị nông dân Lê Thị Hòa, thủ lĩnh của chúng ta. Đúng không ạ? Nếu mà thấy câu chuyện mà doanh nhân mà làm mà thành công rồi thì mình kể câu chuyện của anh chị Phương Huynh. Hoặc ví dụ là câu chuyện của những người mà thích phát triển bản thân thì mình có thể kể câu chuyện của đội nhóm của Anna này, cũng là một đội nhóm mà rất là nhiều những người thích phát triển bản thân và thích cống hiến. Thế rồi nếu như mà mình thấy sinh viên thì mình kể câu chuyện tương đồng với sinh viên. Nếu mà nói chuyện với Nhất thì mình kể về Quỳnh Hoa. Nói chuyện với Quỳnh Hoa thì mình kể với Nhất. Đó, tức là nó phải có tính tương đồng ở cái độ tuổi tương ứng. Đấy. Thế thì cái đấy là cái bước số 4. Bước số 5 là mình dùng câu hỏi triệu đô. Câu hỏi triệu đô này được một cái, nói chung Anna không có khiếu về nhớ tên cho lắm, thì được có một cái bậc thầy về kinh doanh theo ngành network marketing, ông ấy có viết rất là nhiều sách, và ông ấy có một cái nhận định, một cái lời có lời nhắn nhủ rằng là nếu mà khi mình làm cái công việc với network marketing mà mình sử dụng câu hỏi triệu đô thường xuyên đều đặn thì rất là nhanh chóng cái hệ thống kinh doanh của mình sẽ vô cùng phát triển. Thế thì câu hỏi triệu đô là gì? Câu hỏi triệu đô là bạn cảm nhận thế nào về câu chuyện mình vừa kể? Bạn cảm nhận thế nào về cái thứ mình vừa chia sẻ? Bạn cảm nhận như thế nào về buổi học ngày hôm nay? Bạn cảm nhận như thế nào về cái người mà đứng trên sân khấu? Bạn cảm nhận như thế nào về cái cơ hội này? Tất cả là hỏi về cảm nhận hết. Và câu hỏi bắt đầu là bạn cảm nhận như thế nào về một cái gì đó. Và đây cũng là một cái mấu chốt mà anh Trương Huy Cường trong suốt thời gian mà làm việc với Anna. Các bạn nhớ này, một người cho dù là có giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng người ta chưa thể có thời gian để dành cho công việc này ngay tại thời điểm này thì mình cũng không thể dành nhiều thời gian cho họ được. Mình chỉ dành nhiều thời gian khi mà họ đã sẵn sàng và họ đã bắt đầu lăn xả thì bắt đầu mình dành nhiều thời gian. Và cứ mỗi lần vào Zoom xong, anh Cường lại nhắn tin hỏi Anna là em cảm thấy thế nào về buổi Zoom hôm nay? Đó. Thế hoặc là anh hay hỏi là em cảm thấy thế nào về bài học hôm nay? Thì bắt đầu mình sẽ phải nói. Thế thì mình cũng dùng đúng chiêu đấy với cả mọi người thôi. Bạn cảm thấy thế nào về cái A, cái B, cái C, cái D? Và trong cái lúc mà họ trình bày về cái họ cảm thấy, mình lại tiếp tục quan sát 7%, 38%, 55%, 38% và 55%. Và bằng cái việc quan sát thì mình sẽ nhận ra là cái họ thực sự cảm. Đôi khi họ chưa thể biết được họ cảm nhận cái gì đâu. Nhưng bằng cái quan sát ngôn ngữ cơ thể thì mình bắt đầu mồi cho họ một số những câu trả lời phù hợp. Và rõ ràng là gì? Khi mà có rất nhiều người, người ta hay nói với mình thế này này. Hôm nay có một chị lại tiếp xúc với cả họ hàng
nhà Anna. Xong chị lại nhắn tin cho Anna, chị nói rằng là nhờ Anna nói một câu là mặc dù là cùng trong một gia đình nhưng mà làm ở đâu cũng được, là để không phải làm với Anna. Thì con bé nhà Anna nó trả lời thế này này: trong gia đình ấy mà chị Anna chị làm cái việc gì rồi thì em sẽ không làm cái việc đấy nữa, em làm cái việc khác. Thế là chị kia thì chị cứ nhờ mình phải nói một câu để cho bạn kia, bạn ấy chọn cái công việc này rồi bạn ấy lại về làm với chị ấy. Thế Anna mới nói thế này này: con bé này nhà em ấy nó giỏi, nó rất là chủ động, nó nói thế này là nó từ chối khéo thôi chị ơi, chứ em chia sẻ với nó cơ hội này rồi nó đã từ chối em rồi. Đó, mình hình dung không ạ? Đôi khi là người ta lấy một cái gì đó, một cái lý do gì đó để người ta từ chối mình thì mình phải biết, mình phải cảm nhận được. Với những cái anh chị mà có nhiều trải nghiệm á thì mình phát hiện ra điều này rất là dễ, nhưng mà với những cái bạn trẻ hơn này hoặc là ít tiếp xúc với cái hoạt động kinh doanh, không làm ở những cái ngành nghề mà bán hàng này kia, thì có thể là mình hơi khó một tí trong cái việc phán đoán. Nhưng mà bằng cái việc mà ôn luyện và làm lặp đi lặp lại thường xuyên nhiều lần thì mình sẽ bắt đầu phán đoán được rất là tốt. Giống như là một cái kho câu hỏi và một số những thứ mình đã chuẩn bị trước để mình đối phó, để mà mình tiếp chuyện cái người đối diện. Và mình dùng càng nhiều thì cái độ linh hoạt của mình càng cao. Đấy, cho nên là lúc nào cũng vậy, mình phải hỏi câu hỏi triệu đô và mình quan sát. Và trong quá trình quan sát đó, nếu mình thấy người ta lặp lại cái việc là từ chối thì mình lại quay trở lại chương trình từ đầu, lại lắng nghe, rồi lại tìm cách để xử lý sự từ chối, lặp lại quy trình. Ok chưa? Và bước cuối cùng của xử lý sự từ chối là bước chốt. Bước chốt tức là mình đưa ra 4 sự lựa chọn đấy ạ. Mình không bao giờ nói rằng là bạn có lựa chọn không, bạn có làm với tôi không, bạn có em có lên OPP không. Mình đừng bao giờ đưa ra những cái lời đề nghị dạng như thế, mà mình phải đề nghị dạng có hoặc là có. Ví dụ như là có 4 sự lựa chọn thì của CVD thì bạn lựa chọn sự lựa chọn nào, hoặc là bạn sẽ lên với bạn muốn mình chia sẻ ngay bây giờ thông tin kỹ hơn, hay là bạn sẽ lên với mình vào ngày thứ 3, hoặc là nếu mà thường mà nói chuyện kỹ hơn với bạn thì là buổi sáng hay là buổi chiều. Bạn có thể cho mình khoảng 30 phút hay là 1 tiếng. Đó là các bạn phải, sau khi chốt xong rồi thì mình phải có những cái câu mà câu hỏi có hoặc là có như vậy để mà mình chốt được người ta. Ví dụ mà lúc đấy người ta mà đồng ý mở mã số rồi đi thì mình phải nhớ rằng là mình phải mở cho bằng được. Tại vì qua cái lúc đấy họ ta về á là người ta qua cái cơn cảm xúc đấy rồi, là những cái công việc khác trong cuộc đời lôi người ta đi. Vì mới ngay lúc đầu, ngay cả bản thân mỗi chúng ta, trong cái giai đoạn đầu mà chúng ta làm thì công việc này chưa thể là một việc quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta được. Mà bèo nhất cái người nào mà nhanh á thì cũng phải làm tầm khoảng 1 tháng người ta mới bắt đầu cảm thấy yêu nó. Làm series á, làm càng lâu vào càng sâu càng sướng. Thế cho nên là mình phải có cái trải nghiệm cơ, mình mới cảm thấy rằng là nó xứng đáng. Anna làm khoảng 3 tuần thì Anna đóng cửa doanh nghiệp. Mới đầu Anna chả vào Zoom đâu. Anh Cường gọi điện tôi thậm chí nhá, có những hôm tôi mệt quá tôi còn chả nghe cơ. Tại vì mình chả biết nói gì, mình có làm cái gì đâu mà mình nghe. Mình nghe mình phải báo cáo, tuy nhiên tôi còn chả nghe. Thế mà mình là người rất là ngắn gọn, không thích làm bộ. Thế cho nên là có những khi tôi cả chả nghe. Và anh ấy thì anh ấy không bao giờ anh ấy hướng dẫn. Khi mà tôi không có câu hỏi, khi nào tôi có câu hỏi thì anh ấy sẽ hướng dẫn. Đó. Thế thì mới đầu không ai có thể biết rằng, nghĩ rằng và cảm thấy đây là một công việc quan trọng và có thể giúp người ta thay đổi cuộc đời của người ta hết ạ. Mà cứ phải làm một thời gian người ta mới cảm nhận được như thế. Và thông qua những cái trao đổi với mình, thông qua cái quá trình vào Zoom, thông qua họ trải nghiệm nhiều, thì lúc đấy họ sẽ tự động có cái sự điều chuyển. Cho nên là họ lựa chọn cái gì mình cũng phải chúc mừng nhá. Họ bảo dùng sản phẩm thôi mình cũng phải chúc mừng. Họ lựa chọn bất kể cái gì mình cũng phải chúc mừng. Và việc của mình là theo dõi, theo sát để mà chuyển hóa họ dần dần. Đó. Thì đấy là 6 cái bước mà mình làm việc với ý kiến phản đối. Bây giờ á là mình sẽ cùng nhau trao đổi xem là anh chị em có cái trường hợp nào cụ thể mà chưa giải quyết được thì mình sẽ cùng nhau mình giải quyết. Và thông qua những cái trường hợp mẫu đấy thì mình thực chiến luôn để cho các anh chị em khác
cũng có thêm cái kinh nghiệm làm việc. Có anh chị em nào đang tiếp xúc với ai đó mà bị từ chối không ạ? Hoặc là mình không biết là phải nói thế nào. Những bạn mới, mình bật mic chia sẻ. Hello, chào Nhạn. Nhạn giới thiệu về mình một chút nào, mọi người chưa biết Nhạn. Vâng, thực ra em cũng vào được một tháng rồi, nhưng mà thực ra để các cái buổi Zoom này mà để ý kiến hay là gì thì em chưa, em chỉ lắng nghe, bởi vì thực ra là cái biết của em ấy nó vẫn còn mơ hồ. Thực ra là cái người hướng dẫn em ấy, thực ra em cảm tưởng là cậu ấy cũng mơ hồ, cho nên cái cảm nhận của em cũng mơ hồ đấy. Chẳng hạn ví dụ như mà như chẳng hạn ví dụ trong cái ngành thực chiến này thì chẳng hạn là 80% là tuyển dụng đúng không? Tức là mình 80% là đào tạo của mình, đào tạo, 80% đó là đúng rồi. Thì chẳng hạn ví dụ mà mình, em còn chưa hiểu là ví dụ chẳng hạn là mình mở được mã số cho một người thì chẳng hạn ví dụ là người ta còn phải dùng cả sản phẩm đúng không? Đúng rồi. Thế nếu mà mở mã số cho một người mà người ta không sử dụng sản phẩm thì nó cũng không có tác dụng gì đúng không ạ? Chính xác, chính xác. Thế trong khi đó mà khi mà họ mà sử dụng sản phẩm thì chẳng hạn họ phải bán được cả tên sản phẩm thì sau đó họ mới có điểm, mà mình cũng có điểm từ họ đúng không? Chính xác luôn, hiểu đều. Thế chính xác. Là, ví dụ là được 2% từ bán sản phẩm ấy. Tất nhiên là mình đào tạo người thì để bán sản phẩm thì mới có điểm và có doanh thu đúng không? Đúng. Chứ rồi. Còn tại vì em cũng hiểu là cái phần ở đây cũng phải là quan trọng của nó cũng là phải bán được sản phẩm. Chứ còn nếu mà chỉ để mà Anna hiểu rồi. Nhạn ơi, Nhạn có nhận được một cái chuỗi 5 cái video hướng dẫn người mới của Anna không? Tại vì em ở xa. Không. Ok, ngay sau đây chị sẽ gửi cho em luôn. Em đã nói rất là đúng. Ở trong ngành nghề này chúng ta làm 3 công việc. Công việc đầu tiên là mình bán hàng bằng truyền miệng. Thế mình đi chia sẻ chứ mình không bán hàng bằng quảng cáo. Cho nên là nông dân với cả lớp 3, lớp 8 mới làm được là vì thế. Công việc số 2 đó là mình xây dựng và mở rộng một hệ thống những người cùng làm công việc số 1 đấy, là giống mình. Và cái số 3 là mình tìm cách mình tối ưu cái hoạt động của hệ thống. Đấy là 3 việc mình phải làm. Cho nên là em hiểu rất là đúng. Chỉ có điều là trong cái quá trình mà trao đổi, do là em ở xa và cái này là cái thứ mà chị lỗi, chị phải rút kinh nghiệm. Chị tổ chức ra những buổi Zoom này để mời các bạn ở xa vào. Và đều là các bạn, đều là những con tàu vàng hết, đều là nhân tố thủ lĩnh hết. Cho nên là từ bây giờ trở đi chị sẽ hướng dẫn em rất là chi tiết. Và em cho chị 3 ngày. Chị cứ gửi thông tin qua vào cái group này luôn. Em học trong cái này và em trao đổi với các bạn thì coi như là một group mới. Khi nào mà em đóng dấu là hết mới rồi thì em chuyển vào group full time, không hoạt động trong group người mới này nữa. Em hiểu ý chị chưa? Tức là mình sẽ có một cái quá trình mình đào tạo cho người mới và chị sẽ gửi những cái video vào đây để cho các bạn học, thì nó sẽ theo từng lứa một thì nó sẽ dễ hơn. Ok. Thì em đang hiểu đúng đấy. Thế còn về thầy Thắng ấy, thầy Thắng là một người rất là chịu khó, và thầy cũng ở xa và thầy cũng mới bắt đầu công việc kinh doanh này. Cái hay ở đây là 80% đào tạo đấy là không cần phải là từng người một đào tạo, mà đã có leader của hệ thống họ đào tạo cho đến khi mình trưởng thành. Đó, thường cái lúc mà mình trưởng thành là cái lúc mà mình lên cái mức chuyên nghiệp á, là tạm gọi là lúc đấy là mình trưởng thành. Lúc đấy bạn sẽ phải tự biết cách tổ chức mọi cái công việc. Nhạn hình dung chưa? Thế còn lúc đầu ấy thì cái gì bạn ấy làm á, là bạn ấy cũng phải hỏi cái người hướng dẫn. Tại vì bạn ấy không phải bạn ấy không biết đâu, mà bạn sợ là bạn làm xong lỡ mày bạn làm sai. Tại vì mới mà. Thế rồi Anna thì lại trả lời bị chậm trễ. Anna nói thật với các anh chị em là bây giờ Anna đang có khoảng hơn 40 cái mã số tầng 1 và đang có khoảng gần 30 người tầng 1 hoạt động. Rồi có những nhánh tầng 1 họ đào sâu xuống nữa. Cho nên cái lỗi của mình là mình tư vấn và chăm sóc cho từng người tầng 1, làm cái đấy là mình đang làm là còn bị kém đấy. Nên bây giờ là mình sửa sai bằng cách là rút kinh nghiệm bằng cách là mình tạo ra những cái Zoom cho người mới và mình mời hết tất cả tàu vàng của mình vào để mình hướng dẫn những buổi như thế này này.
À, thì trong qua những buổi như thế này, sau này cũng sẽ có những cái buổi mà mình sẽ hướng dẫn về sơ đồ trả thưởng online luôn. Mình sẽ hướng dẫn về sản phẩm online luôn để anh chị em ở xa cũng có thể học được. Thì Anna đang từng bước và trong tháng này là Anna sẽ triển khai cái đấy mạnh hơn vào các buổi tối thứ tư. À, để cho ví dụ như là Hạnh này, Hạnh là một siêu sao ở Phú Yên, xem sản phẩm thôi là hiểu hết rồi. À, tuy nhiên là khi mà có tương tác thì sẽ vẫn tốt hơn, có thắc mắc gì mình có thể hỏi luôn. Đó, thì trước tiên là sẽ gửi cho Nhạn năm cái chuỗi năm cái video đó. Em xem xong rồi, xong rồi tuần sau mình có họp ấy, mình có học ở trên tối thứ tư mình lại tiếp tục mình vào nhá. Được không ạ? À, rồi cảm ơn Nhạn rất là nhiều. Hoạt động vô cùng năng nổ dù ở xa và hướng dẫn thì chị Vân Anh, chị Anna hướng dẫn đang còn bị bập bõm. À, còn ai có cái câu hỏi gì nhỉ? Cụ thể đi để mình hướng dẫn và người khác sẽ có thể học được từ cái việc của mình hướng dẫn. Vân Nga. Một lát nữa Vân Nga mà có thể hỏi thì Vân Nga hỏi, tại vì Vân Nga chưa biết bắt đầu từ đâu, đúng không? Vân Nga bật mic được không? Hay chị bật mic cho em nhé. Chưa tìm xuống dưới được. Dạ em đây ạ. Ừ. Hôm trước thì chị có nghe Nga nói là làm thế nào để có thể bắt đầu được. Thế thì mình sẽ bắt đầu khi mà mình vào Zoom và mình nghe. Và Vân Nga cũng vậy. Vân Nga cũng cần xem cái chuỗi 5 cái video hướng dẫn người mới của chị, để mình biết là chúng ta sẽ làm gì trong công việc này và từng cái loại tỷ trọng nó là bao nhiêu. Và mình có những cái thông tin về sơ đồ trả thưởng và cách tính hoa hồng cũng như là thông tin sản phẩm. Kết thúc 5 cái video đó thì chúng ta sẽ gặp nhau trên này để chúng ta thảo luận. Vâng, nhất trí chị ạ. Ờ ok nhá. Thì dần dần mình sẽ biết là mình bắt đầu từ đâu. Rồi cảm ơn em. Vâng, chị ạ. Có ai có câu chuyện gì muốn chia sẻ không nhờ? Tức là một trường hợp cụ thể mà các bạn chưa giải quyết được ạ. Ok, không có câu hỏi gì tức là ngon. Cho em hỏi một câu. Ok, em hỏi đi. Em thì thực sự giống như là mài gươm nhiều quá rồi mà không có hành động á. Vì là em cứ thắc mắc là không biết làm sao để mà mình kết nối lại với mọi người ngay từ lúc đầu. Bởi vì là thật sự là trước kia thì mình cũng có những mối quan hệ rất là tốt, nhưng mà giống như là mình không có cái sự kết nối với họ trong khoảng thời gian á. Bây giờ mình kết nối lại mà em thì lại không có muốn là vòng vo nhiều, bởi vì vòng vo nhiều thì em thấy là nó sẽ không mang tới kết quả bao nhiêu. Và bây giờ nếu như mà mình nói thẳng vào cái việc là mình chia sẻ về cái cơ hội này luôn thì thấy nó cũng, em không biết là cái nào là nó phù hợp nữa. Ok, cái này có rất là nhiều bạn trao đổi với chị, và ngay cả Nhất cũng vậy. Nhất cũng nói với chị, cũng hỏi chị cái câu là cũng hơi giống như để chị tắt cái mic đi, rồi tí nữa rồi đến lượt em nói để chị bật nhá. Tức là như thế này, cái mấu chốt mà các cái những cái người mà làm network marketing kinh điển ở trên toàn thế giới họ làm á, thì họ đưa ra một cái thống kê là để làm ấm được một mối quan hệ cần 4 đến 5 lần tiếp xúc. À, mình hình dung chưa? Sau từ 4 đến 5 lần tiếp xúc đấy mình mới bắt đầu chuyển đổi. Đó. Thế còn ai mà có năng lượng mạnh thì từ 1 đến 2 lần tiếp xúc là mình đã có thể chuyển đổi được rồi. Em hình dung không ạ? Và cái tiếp xúc ở đây nhá, mình chat với họ tính là một lần tiếp xúc, mình video calling cho họ tính là một lần tiếp xúc. Thế cho nên là cái cách mà chị thường làm á, thì nó còn phụ thuộc vào cá tính của người đấy. Thường em sẽ thấy là một người họ có hai cái xu hướng nổi bật là hướng nội và hướng ngoại. Với những người hướng ngoại thì mình rất dễ dàng kết nối và mình đi thẳng vào trọng tâm vấn đề được. Còn với những người hướng nội thì mình phải từ tốn hơn một tí, ra mình phải phân nhóm họ ra. Ok chưa? Nữa là gì? Trong quyển danh sách người quen của mình thì mình phải tô cho họ 4 màu. Màu đỏ này, màu xanh dương, màu xanh lá và màu vàng. Thực ra cái mấu chốt nó không nằm ở cái chỗ là mình có nói ngay trong lần đầu mình tiếp xúc hay không đâu, mà mấu chốt là mình nói gì để người ta nghe, người ta thấy thích mình. Chỉ cần người ta thích mình thôi, không cần phải nói về CV, chỉ cần người ta thích em. Và khi mà người ta thích mình á thì bắt đầu người ta sẽ cảm thấy kết nối. Như Vân Nga
là chị với Vân Nga kết nối, chị đơn giản là vì Vân Nga thích chị, đúng không ạ? Nếu đúng giơ ngón tay cái. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Thế thì chúng ta sẽ phải lưu ý như thế này. Đầu tiên, nếu người ta là người màu đỏ thì để người ta thích mình phải nói những thông tin rất là rõ ràng. Ví dụ, mình phải nói những thông tin như là về xe, về tiền, về cơ hội kinh doanh. Đó, cơ hội làm giàu, cơ hội để nắm bắt, để có thể là thay đổi cuộc đời nếu mà là người màu đỏ. Ok chưa? Nếu mà em phát hiện ra người đấy là người màu xanh lá, tức là người ta thích vui, thì mình phải nói chuyện mà để cho người thấy là vào cái tổ chức của mình nó sẽ rất là vui. À, mọi người yêu thương nhau như thế nào, mọi người hướng dẫn nhau như thế nào, rồi đến sự kiện đi những cái weekend thì đã như thế nào, mà mình không đi được mà người khác đi được, mình về mình cảm thấy bồn chồn, xong rồi vào Zoom học thì như thế nào. À, mấy người thích vui là như thế, mấy người thích đội nhóm như là Trang Burin, Vương Thùy Trang là thích vui. Nên mà cứ mà nó mà chuẩn bị á, mà nó mà chuẩn bị mà nó thanh dược một cái á, mà có cái gì vui á, gọi nó rủ nó vẫn đi. Chỉ cần người ta kết nối với mình thôi thì không sớm thì muộn người ta cũng làm full time với mình. Nhưng mà cái hành trình chuyển hóa nó có thể chậm một tí. À, hãy lưu ý chỗ này. Rồi những người mà màu xanh dương là những người thích đào sâu. Bây giờ một người đào sâu mà mình đòi là người ta quyết định ngay, hoặc mình đòi mình chia sẻ ngay thì nó hơi khó. Thế mình phải tùy vào cái góc tiếp cận. Nếu người đấy là người mà cái ngôn ngữ của người ta là người ta luôn luôn thích là giúp đỡ người khác, thì mình nói rằng là em này, chị ơi, lâu lắm em không gặp chị, nhưng mà em biết là chị hay tìm hiểu về những thứ chăm sóc sức khỏe, thì em đang có cái sản phẩm này mà em tìm hiểu em thấy thích lắm ấy, giờ em muốn nhờ chị tìm hiểu cùng xem là cái này mà chị nghe thông tin, nếu mà chị là một người lần đầu nghe chị thấy thế, chị có thấy hứng thú không đấy. Mới đầu là mình nhờ vả, như chị Lệ là Anna nhờ vả, bởi vì Lệ bái chả thích cái gì cả, tiền không thích, mà nói chung danh vọng, ba cái thứ mà hình thức bên ngoài chị không thích. Thì Anna nhờ vả thật là chị ơi, chị lên chị ngồi hộ em, chị ngồi ở đấy, chị thượng ở đấy để chị trấn yểm năng lượng. Câu chuyện đấy vẫn là một câu chuyện rất là hay, vì đó là sự thật. Và rồi khi bá lên, bá trấn yểm năng lượng xong ấy, thì bá quyết định bá là doanh nghiệp lớn luôn. Vì cái người mà đã giỏi, đã kinh doanh nhiều ấy, người ta nghe, người ta phát hiện ra liền. À, mình hình dung chỗ này chưa? Cho nên là mấu chốt không phải là mình sẽ nói vào lần thứ mấy, mà mấu chốt là gì? Cái kết nối ở đây là kết nối về mặt con người. Người ta không kết nối với công ty, cũng không kết nối với sản phẩm, cũng không kết nối với cơ hội kinh doanh của mình. Cái thứ người ta kết nối là kết nối với mình. Cho nên là bà Vương Thùy Trang, bà có nhập thêm 300 triệu cái thanh dược hay 500 triệu cái thanh dược, thì việc của chị Anna là vẫn kết nối với bà. Vì tôi biết rằng cái môi trường này là môi trường bà thích, thì không sớm thì muộn, quá trình hành trình chuyển hóa đây nó có thể ngắn, nó có thể dài. Mình phải cho mỗi người một cái thời gian để chuyển hóa. Mình không thể thúc ép người ta được, bởi vì cuộc đời là của người ta. À, thế nhưng mà đến khi người ta cũng chỉ chuyển hóa như thế rồi người ta vào. Ví dụ bây giờ mình có OPP online vào sáng thứ năm là sáng mai. À, dụ như Hạnh hoặc là các bạn ở xa vào cái OPP online đấy, nghe chị Anna làm OPP xem, sau đấy là mời khách vào đấy nghe, thì tùy từng tính cách người ta mà mình có cái câu mời cho nó phù hợp. À, thế thì nghe xong rồi á, thì mình sẽ có sự lựa chọn nào, tự mình sẽ có sự lựa chọn, và cái lúc đấy á, nó sẽ dễ dàng để bắt đầu câu chuyện hơn. Vì người ta đã tìm hiểu, người ta đã có thời gian để người ta tìm hiểu về cái cơ hội kinh doanh này rồi. À, và rồi thì Vương Thùy Trang lại là người mà phải có kết quả thì mới kết nối với tôi. Cho nên là Hạnh phải xem, có những người, người ta vẫn quan sát mình đó, nhưng người ta chưa làm với mình ngay, bởi vì người ta phải chờ mình có kết quả người ta mới làm. Cho nên là mình cứ mài dao lâu như thế mà mình không action đi á, à, thì người ta sau này vào người ta cũng mài lâu như thế mà người ta không action. Đó, việc của mình không, ngày xưa các thầy dạy mình là nhắm rồi mới bắn. Còn bây giờ việc của mình là bắn rồi mới nhắm. Việc của mình là cứ bắn đi. Bắn 20 phát vào, 20 người vào, xong ai là nhân tố thủ lĩnh thì mình mới nhắm để mà mình đào tạo người ta. Ok chưa? Đó, giống như chị nhá. Ở đây có anh Maro, không biết là anh Maro đã có thể online và bật video được chưa? Chị không bao giờ nghĩ là anh Maro, anh ấy lại quan tâm đến những cái loại hình hệ thống đại thể như thế này. Thực sự chị không bao giờ nghĩ. Cho nên là chị nghĩ rằng anh ấy là chủ doanh nghiệp này.
anh ấy là trainer và anh ấy đã có rất nhiều công việc kinh doanh. Và hồi đầu khi mình nói là mình đi làm cái này là đa cấp là ông còn cười đều mình, ông còn bảo ừ chúc mừng em. Thế cho nên mình không bao giờ nghĩ rằng là anh ấy sẽ quan tâm. Thế rồi đến tự nhiên đến một ngày là mình phát hiện ra là anh ấy lại quan tâm. Thì cái lúc mà mình kết nối ấy thì nó hơi trễ một xíu. Là giờ anh ấy đang làm bảo hiểm. Anh đang đi training bảo hiểm. Đấy các bạn thấy không ạ? Là đôi khi mà mình kết nối mà mình cứ nghĩ hoài, mình không làm đi ấy, thì suy ra đến tận cùng vũ trụ sẽ đưa đẩy người ta đến những con đường để người ta được phát triển bản thân. Và chỉ khi mà người ta phát triển bản thân được thì lúc đấy người ta sẽ tự nhận ra được là cái gì là có ý nghĩa và cái gì là quan trọng trong cuộc đời người ta. Mà cho dù là phát triển cái gì đi chăng nữa, mà nếu những ai mà đang khao khát thì em phải giới thiệu liền. Trách nhiệm của mình là phải tìm mọi cách để giới thiệu được với những người đang khao khát một sự thay đổi, khao khát một cơ hội để có thể có thu nhập, để có thể giúp đỡ được cha mẹ, nuôi được con, nuôi sống được bản thân, trả được nợ. Mấu chốt ở đây là mình lựa chọn được những người mà đang ở trong giai đoạn khao khát, giỏi đến cỡ mấy mà không khao khát cũng không phải là của mình. Đó, nên là em sẽ nói ngay hay em chưa nói ngay là em phải ngồi ngẫm lại định hình về cái người mà em định nói. À, và mình gạch ra vài dòng là người này còn là người có đặc điểm cái gì. Và nhớ này, khao khát là một từ vô cùng quan trọng. Từ khóa khao khát là một từ vô cùng quan trọng. Khi mà người ta khao khát thì nhất định là người ta làm, là người ta sẽ hành động rất nhanh và người ta sẽ thành công. Ok chưa? Mà mới ban đầu ấy, có những người họ thể hiện ra cái sự khao khát rất là rõ, nhưng có những người thì phải từ từ mình mới phát hiện ra, như chị Trúc Trúc ở đây là như vậy. Trúc Trúc là một người mà mới đầu gặp thì mình sẽ không phát hiện ra là bà khao khát đâu, nhưng mà tiếp xúc một thời gian rồi mình phát hiện ra là bà khao khát. À, cho nên nó không có đúng và sai, nó không có cái cách là kết nối ngay hay là chưa kết nối ngay. Nó hơn thua là cái cách em kết nối về mặt con người trở lại với các bạn ấy. Đôi khi không cần là phải gặp nhau nhá, mà mình có thể này, thấy bạn ấy post cái gì mình vào mình comment, mình cứ comment 2-3 lần theo những bài post đấy, coi như là mình bắt đầu follow bạn lại rồi. Hiểu không Vân Nga? Nếu muốn kết nối với ai sau này và làm kinh doanh với mình thì mình cứ như thế, mình vào mình comment trước, dần dần mình sẽ có cái chuyển đổi cho họ. Đó. Được chưa? Được chưa hả Hạnh? Nếu mà được rồi giơ ngón tay cái. Chị biết là em đang hơi ồn xíu. Ok. Cảm ơn Hạnh rất nhiều với câu hỏi rất là hay. Nào anh chị em chúng ta còn có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Có ai có câu hỏi gì đại thể như là chồng vợ của mình không cho mình làm hay gì không? Xử lý sự từ chối của chồng vợ luôn này. Trinh. Có phải xử lý sự từ chối đấy không hay là biết cách xử lý rồi? Có một cái sự từ chối rất là lớn, đó là đến từ những người thân của mình. Và họ xuất phát là cái tình yêu thương dành cho mình. Nếu mà việc của mình là cương á thì nó sẽ đứt. Cho nên việc của mình là mềm mại xuống, mềm mỏng xuống, để rồi từ tốn nói với người ta rằng là cái cách tốt nhất để ủng hộ em hay là ủng hộ anh là chồng vợ của mình ấy cứ ngồi yên ở đấy và theo dõi mình làm, gửi năng lượng tích cực cho mình. Cho dù là người đấy có phản đối hay không phản đối thì việc của mình là mình vẫn sẽ làm. Và bằng cái kết quả sau một khoảng thời gian nào đó, ví dụ cho mình 3 tháng, cho mình 6 tháng, cho mình 1 năm để thấy được kết quả. Nếu mà mình nói như thế thì chắc chắn là cái người đồng hành cùng mình họ sẽ tôn trọng mình. Chứ đừng chơi những cái những cái cách mà nó cứng rắn quá. Thì cứng rắn quá thì tự nhiên cả hai bên đều đưa nhau vào tình huống hơi khó xử một xíu. Thì đây cũng là một trong những thứ rất là nhạy cảm khi mà chúng ta lựa chọn cái hình thức kinh doanh này. Và các bạn biết không, khi mà làm việc ý, mình hăng say lắm, mình mê làm cái việc của mình thích á, và với đội nhóm mà mình yêu á, mình rất là mê. Sáng mở mắt ra là thấy mình chạy bộ, rồi mình up bài, rồi tối giờ này vẫn không thấy mình lên giường nói chuyện mà vẫn cứ thấy mình đang làm việc. Thì đương nhiên là họ cảm thấy là tự nhiên một cái phần nào đấy đã rõ ràng là thuộc về họ bây giờ bị chia sẻ, là họ sẽ cảm thấy khó chịu.
Cho nên là việc của mình là mình phải kiên nhẫn với họ và để cho họ có đủ thời gian để hiểu. Còn cho dù rõ ràng, cho dù họ phản đối hay không phản đối thì việc của mình là vẫn cứ làm cơ mà, đúng không? Thế cho nên là chỉ là cái cách mình chọn để mình thể hiện ra là như thế nào thôi. Đấy là cũng là một trong những cái đối tượng mà mình phải xử lý sự từ chối rất vô cùng khéo léo, là cái người bạn đồng hành của mình. Rồi, cái cuối cùng mà Anna muốn chia sẻ với các bạn ấy, cái thứ mà giúp chúng ta có thể thành công được trong bất kể một cái cuộc gặp nào, không phải là công ty, không phải là giới thiệu sản phẩm, mà là mình không bán những cái thứ đấy, mà là mình bán cái niềm tin của mình. Mình bán cái niềm tin cho họ. Người ta sẽ đi theo cái người mà có cái niềm tin vô cùng vững chắc. Người ta sẽ đi theo cái người mà vô cùng tin tưởng vào sự lựa chọn của họ. Túm lại, nếu mình còn không tin vào cái sự lựa chọn của mình, sẽ không có ai tin vào sự lựa chọn của mình hết. Và khi không có ai tin vào sự lựa chọn của mình, cho dù mình có kỹ thuật nói đến đâu đi chăng nữa, mà mình thiếu mất cái niềm tin, thì lúc đấy mọi thứ nó đều diễn ra, nó sẽ đều vô cùng phức tạp. Và rồi mình lại không biết bắt đầu từ đâu. Đại thể như thế. Thế cho nên là gì? Cái niềm tin ấy thì nó phải được thể hiện qua ngôn từ, nó phải thể hiện qua tông giọng, nó phải thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể. Và để mà mình cảm nhận cái niềm tin đấy nó vững vàng, thì việc của mình là phải vào Zoom thường xuyên. Mình phải trao đổi với đồng đội của mình thường xuyên. Khi có bất kể một trục trặc gì thì mình phải nói ngay. Và cái niềm tin nó còn đến từ việc sử dụng sản phẩm. Thông thường nhá, những ai mà sử dụng sản phẩm mà thiếu cái chỗ mà đúng đủ đều ấy, không bao giờ có niềm tin mạnh mẽ. Tại vì cái tiềm thức của mình chỉ tin những gì mà mình dùng mình thấy có kết quả thôi. Chứ còn nếu mình dùng mình còn không thấy có kết quả, thì với nếu mình là một người chính trực, chẳng bao giờ mình lại đi giới thiệu cho một người khác cái thứ đấy cả. Cho nên là cái niềm tin nó phải đến từ cái việc mà mình sử dụng sản phẩm và mình có kết quả. Và cái niềm tin nó đến cái hành trình mình làm và mình có kết quả kinh doanh. Thế thì niềm tin nó sẽ đến mạnh mẽ hơn. Đôi khi có những cái người mà mới bắt đầu làm, mình chưa có kết quả kinh doanh, thì mình nhìn kết quả kinh doanh của đội nhóm của mình thông qua những con người mà mình biết hoặc là mình tìm hiểu. Thế thì mình phải có hai cái thứ đấy, thì cái niềm tin của mình nó dần dần nó mới được xây đắp một cách chắc chắn. Dùng sản phẩm có hiệu quả và kinh doanh có hiệu quả là hai cái thứ làm niềm tin của bạn vững chắc. Và trong quá trình nói chuyện luôn luôn mình phải bán niềm tin, chứ thay chứ không phải là mình bán bất kể một cái sản phẩm nào cả. Có cái quyển sách là sách quyển sách bán niềm tin ấy, mọi người mua về đọc, là cái vị bác sĩ mà cấy cà dê vào trong tinh hoàn của người, làm gì có cái chuyện đấy. Thế nhưng mà bạn hãy đọc cái quyển đấy để bạn hiểu được là cái người ta sử dụng cái sức mạnh của niềm tin trong cái việc mà người ta tạo ra được một cái hoạt động kinh doanh như thế nào. Cái này là cái quan trọng nhất ạ. Và thành công nhất của một con người là biết được mình muốn cái gì và tìm được một cái con đường, sau đấy tìm được một cái phương tiện để đưa mình đi trên cái con đường đấy, đạt được điều mình muốn. Chúng ta đều có rất là nhiều sự lựa chọn khác nhau. Thế nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng lựa chọn được một cái con đường mà đúng, gọi là đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, mà kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa. Khi mà mình đã chọn được một con đường rồi thì mà mình đang có một cái phương tiện khác. Herbalife, Nu Skin, Siberian, bảo hiểm, cái đó đều là những phương tiện khác nhau của cùng một con đường, là sử dụng hệ thống network marketing để mà đưa đến cho mình những cái đích mà mình muốn. Thế chỉ là phương tiện nào đi sẽ thuận lợi hơn, sẽ nhanh hơn, sẽ lan tỏa được mạnh hơn, sẽ an toàn hơn. Thì mình chọn cái phương tiện đó và mình mạnh mẽ mình chọn cái phương tiện đó và mình giới thiệu với người ta. Khi mà mình nói tiếp xúc, tiếp cận với người ta ở những góc độ như thế này thì mọi thứ sẽ vô cùng rõ ràng. Bởi vì chẳng ai muốn sống vô định mà chẳng biết mình muốn gì. Mà đã biết mình muốn gì rồi thì nhất định người ta sẽ muốn tìm một cái cách nào đấy để đạt được cái điều mà người ta muốn. Cái phần mà hôm nay của mình đào tạo á, thì cái phần thông tin chính là đến đây là kết thúc rồi. Anh chị em nào còn câu hỏi gì nữa không ạ? Thì mình sẽ tiếp tục mình trả lời. Không đúng không ạ? Rồi ok. Nếu mình không còn câu hỏi gì thì với tất cả những anh chị em ở xa, bất di bất dịch là các bạn phải xem được cái chuỗi 5 video của Anna.
sau khi xem xong 5 cái chuỗi video đấy, bắt đầu mới xem sang chuỗi của Rick Kem. Và trong quá trình mà mình xem thì mình phải có cái tương tác hỏi lại ngay về từng cái ở trong video để cho mình hiểu, đảm bảo là mình hiểu được cho đúng. Và những anh chị em mà đang làm apply của những cái người mới ở đây thì hãy giúp Anna gửi cái chuỗi 5 video đấy cho mọi người, và để cho mọi người có thể học và có thể để làm được. Lời cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng là đây là một ngành kinh doanh thực chiến. Nếu chúng ta không có hành động thì chúng ta sẽ chẳng có kết quả gì cả. Và cái công việc hàng ngày của mình á, là mình sẽ làm việc và kết nối với 5 người. Sau đó mình phải chia sẻ cơ hội với 2 người. Hạnh chỉ cần nhớ điều đấy thôi. Khi em không biết em bắt đầu từ đâu thì em chỉ cần nhớ là công việc hàng ngày của em là em phải kết nối lại được với 5 người. Và trong 5 người đấy mình phải chia sẻ được về cơ hội về series với 2 người. Đừng quan tâm là người ta từ chối hay người ta đồng ý. Việc của mình là nói cái đã. Việc của mình là nói cái đã. Và một ngày mình phải viết thêm được 2 người vào danh sách người quen. Đó, cứ làm đều đặn như thế. Và mình sẽ bắt đầu mình đo lường từ cái việc mà mình chia sẻ như thế, kết nối như thế thì có bao nhiêu người mình chia sẻ được. Trong số những người mình chia sẻ có bao nhiêu người mời lên được OPP. Rồi trong số những người mà đã nghe thì có bao nhiêu người sẽ dùng sản phẩm. Đấy là tất cả những thứ mà mình phải tối ưu. Thế thì khi mình chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy bắt đầu từ cái việc là một ngày mình sẽ kết nối với 5 người và mình sẽ chia sẻ với 2 người. Hiện tại đội nhóm của chúng ta đang tạo ra một cái xu thế ở trong cộng đồng S69. Đấy là cái hoạt động, cái chiến binh 20-30. Tức là chúng ta sẽ mở 20 cái mã số trong vòng 30 ngày. Thì không biết Hạnh có muốn tham gia cái này không? Khoan khoan, chị bật mic cho em. Em bật được chưa chị? Ok, được rồi. Dạ, cô Vân Anh ở Sài Gòn. Dạ. Em thì em rất là muốn tham gia từ cái hôm bữa mà nghe chị chia sẻ trong nhóm là Phương Tham á. Ok. Em đã muốn tham gia rồi, nhưng mà thực sự là còn cảm thấy mình chưa xứng đáng để mà tham gia. Tại vì giống như là mình chưa có thật sự hết lòng vì cái công việc á. Em rất là thích cái hình thức kinh doanh này và rất là yêu từ hồi lúc mà làm ở New Skin à. Và em cũng rất là cảm ơn cái môi trường này, bởi vì nhờ khi mà em bước vào, thực sự là khi mà em bước vào công việc với Nuskin á thì em mới được như bây giờ, là em mới trở lại là con người ngày xưa của em. Và bây giờ khi mà em nghe chị Hiếu chia sẻ về Siberi á thì em rất là mừng, bởi vì là nó sẽ có thể giống như là cải thiện được rất là nhiều cái thiếu sót mà em cảm thấy là còn thiếu ở Nuskin. Và bây giờ thì thấy Siberi nó đã đáp ứng được tất cả những cái điều đó. Nhưng mà em vẫn giống như là em vẫn còn đang làm nhà nước, và em làm công việc rất là trách nhiệm, và em làm dành thời gian cho công việc nhà nước rất là nhiều. Và vẫn thấy là giống như mình không có tức là mình chưa có xứng đáng để mà tham gia mà phấn đấu cùng với anh chị á, giống như vậy á, có cảm giác như đó. Chị thấy á, nếu mà tính đến những cái người mà đang bắt tham á thì em là một trong những người nghiêm túc nhất. Em là một trong những cái người hiếm mà học online không rồi, xong rồi lại ghi xuống lại mua bảng về nữa. Với chị thì em là đầy đủ tất cả những cái điều kiện để tham gia chương trình đấy. Cái thứ em cần là một cái khung để cho em theo. Thế bây giờ để cho em thả em ra ngoài đấy thì em không biết bơi đi đâu. Mà nếu có đồng đội thì em nhất định là em biết là ngày hôm nay em có cái áp lực là em phải nói cái việc này với bao nhiêu người, em phải chia sẻ được với bao nhiêu người, và em mở được cái bao nhiêu cái mã số. Em hình dung không? Ở trong cái nhóm 20-30 đấy, nếu 3 ngày mà không báo cáo về công việc của bạn thì bạn sẽ bị out ra khỏi group. Nếu 5 ngày mà bạn không có một cái kết quả nào cả, bạn cũng sẽ bị out ra khỏi group. Thì cái đấy á, cái hành trình đấy nó mới đáng quý. Chị chưa nói đến cái kết quả là sự thực mọi người mở được bao nhiêu, nhưng cái hành trình đấy mới đáng quý. Và cái việc mà mình dám đưa mình vào một cái sức ép, chả ai bắt mình thích thì mình tham gia, mình không thích thì mình out ra, nó rất là dễ. Nhưng mà nếu như một khi mà mình đã dám dấn thân vào cái hành trình đấy, và mình dám đối diện, và mà mình lại có được một cái sức ép như thế, thì nhất định là cái xác suất mà mình hoàn thành nó sẽ cao hơn. Còn nếu mình ở bên ngoài á, là không bao giờ mình làm được đâu. Và khi mà em làm được nhá, trong suốt 30 ngày đấy, nếu em không mở được 20
em chỉ mở được 10, em chỉ mở được 15, thậm chí em chỉ mở được 5 chẳng hạn, thì những cái kết quả đấy đều có phản hồi. Và quan trọng là gì? Em hiểu được cái cảm giác về cái độ khó, về cái độ nghiêm túc, về cái độ chuyên tâm, về những cái thời gian mà mình phải sắp xếp, mình phải linh hoạt để mình có thể được mở được 20 mã số trong vòng 30 ngày. À, ví dụ hôm nay là ngày 11, mình bạn sẽ bắt đầu tính từ ngày 11 tháng này đến ngày 11 của tháng sau. Thế còn Hạnh cũng phải nghĩ một cái việc là nếu em lên đến vị trí nào thì em sẽ đốt thuyền. Em phải bắt đầu nghĩ đến điều đấy. Tại vì em sinh ra là dành cho network marketing rồi. Thế cho nên là nếu như mà trong trường hợp ấy mà em quyết định là em làm thì em phải đặt cho mình một cái mốc. Là với đến cái mốc đấy thì là mình sẽ đốt thuyền. Chị nghĩ là lên chuyên nghiệp là em đốt thuyền được rồi. Cho nên là cái hành trình đấy của mình mà càng sớm á thì mình sẽ càng có cái cơ hội để mà mình giải phóng bản thân mình sớm. Bởi vì những người mà thích network marketing vốn dĩ là những người thích tự do và thích cống hiến cho người khác. Đó. Thế thì đó là hai điều mà em mong. Thế thì em cứ mạnh dạn, Hiếu ơi, Hiếu cứ giới thiệu cho Hạnh để Hạnh có thể biết được cái trang đó, xong rồi Hạnh gửi cái yêu cầu thì chị Anna sẽ duyệt. Và em vào đấy này, cái thứ mà chị quan tâm nhất, xin đây cũng nhân đây cũng nói luôn với tất cả các anh chị em, Anna quan tâm đầu tiên không phải là tất cả các anh chị em đều phải mở được 20 mã số trong vòng 30 ngày. Tôi biết là không thể nào mà tất cả mọi người đều làm được cái điều đó. Cái thứ mà Anna quan tâm là cái năng lực mà anh chị em dám mạnh mẽ quyết định để gia nhập vào cái binh đoàn đấy. Tức là mình không thể là người ngoài cuộc được. Mình không thể là thuộc về cái đội nhóm mà không phải là cái đội nhóm mà hoạt hành động mạnh mẽ nhất được. Nếu mà có một đội nhóm nào là đội nhóm dẫn đầu, nhất định phải có mình trong đó. Đúng không ạ? Có rất nhiều cuộc chiến người ta chiến rồi, người ta biết là trận chiến đấy người ta sẽ hy sinh, người ta sẽ mất mạng, nhưng mà người ta vẫn chiến đấu như là người ta là người thắng cuộc. Có đúng không nào? Lịch sử có rất nhiều cuộc chiến như thế rồi. Thế thì chúng ta chỉ thua cuộc khi mà chúng ta không quyết định là dấn thân thôi. Còn một khi mà mình đã quyết định là mình tham gia, cho dù nhá, không có một kết quả nào, tức là không hề kết nối với ai, không hề mở được một cái mã số nào, cũng không hề ra được một đơn hàng nào, thì mới là không có kết quả gì. Đúng không ạ? Mà nói thật nhá, không có kết quả thực chất cũng là một dạng kết quả. Bạn rút ra được bài học gì từ sau mỗi 5 ngày mà bạn không có kết quả? Cho nên là Anna, thực chất Anna có chuẩn bị hết tất cả những cái điều đó để anh chị em mình có thể hoàn toàn yên tâm. Mà nếu như mà tôi lại ngồi tôi giải thích giống như giải thích ngày hôm nay này, hôm nay là tôi nói thẳng ra đấy, thì mình mất đi ý chí chiến đấu. Leader là phải biết dùng luật, phải biết dùng chế tài. Chỉ có kỷ luật mới có thể đưa doanh nghiệp đi xa và mới có thể xây dựng được một cái doanh nghiệp trường tồn thôi. Còn nếu mà không có kỷ luật, chúng ta không thể đi đâu được hết. Tình yêu thương và sự mềm mỏng là rất quan trọng, nhưng kỷ luật là một thứ còn quan trọng hơn như thế khi bạn làm việc đội nhóm. Và đến cái lúc mà mình phải dùng những cái luật ấy, thì tức là gì? Là cái cách mà các bạn đang cần phải sao chép. Anna sao chép từ trên xuống và các bạn cũng sao chép từ Anna sao chép xuống. Chúng ta đã xác định là chúng ta làm, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng là gì? Chỉ khi mà bạn từ chối, lúc đấy bạn từ chối bắt đầu, lúc đấy bạn mới là thất bại. Hoặc mình có thể tự tạo ra một nhóm của riêng mình cũng được, không phải theo luật này, theo một cái luật khác cũng được. Thế còn nếu mà bạn muốn là hoạt động chung theo đội nhóm, muốn gắn kết với đội nhóm, thì mình hãy cứ mạnh mẽ mà mình tham gia. Không phải chỉ một mình Hạnh đâu, mà còn Trang Burin nữa. Burin nhờ, chị vẫn chưa thấy Trang đăng ký. Trang nó sợ bị nhục. Là nếu mà không mở được 20 mã số thì bị nhục. Xong nay nó nói rằng là em không tham gia nhưng mà em vẫn cứ làm rồi. Em vẫn cứ làm mà rồi đến khi nào mà được thì vẫn cứ được. Được không chị? Em bảo không. Nói là làm là nói. Quan trọng là mình phải luôn luôn hướng cái đích 20 người đấy, 20 mã số đấy là của mình. Và với 20 mã số đấy thì sự nghiệp của chúng ta với Sibri sẽ thay đổi nếu các bạn có thể mở được 20 mã số trong vòng 30 ngày. Và từ đó cuộc sống của chúng ta cũng automatic thay đổi.
anh chị em nào mà còn chưa tham gia vào cái chiến binh 20-30 thì anh chị em phải nhanh chóng gửi yêu cầu. Kết thúc ngày hôm nay là tôi sẽ đóng thực sự đấy. Mặc dù trong lòng tôi thì tôi muốn là người của chúng ta tham gia tối đa vào cái hành trình đấy. Ở trong đấy chẳng được dạy cái gì cả, chả được hướng dẫn cái gì cả. Việc các bạn là làm, các bạn làm các bạn mới hiểu. Chiến lược nào cũng được, miễn là có kết quả. Các bạn hình dung không ạ? Cái đấy người ta gọi là sử dụng mọi nguồn lực. Cái thứ duy nhất mà các bạn có là các bạn đang có một đồng đội rất là máu, đội hình rất là máu và vô cùng nghiêm túc đang làm ở trong đấy. Thế còn Anna chả có kế hoạch hướng dẫn gì trong đấy cả. Và các bạn mà có rất nhiều người muốn vào. Thế mà đương nhiên là mình phải làm việc với nhóm của mình rồi. Mình chỉ cho một số nhân vật mà là hợp lý theo cái sự gọi là cũng có chỉ thị từ cấp trên, từ upline. Thế còn lại thì là hoạt động đấy là mỗi nhóm họ, mỗi bên á, họ sẽ tự mở ra cái nhóm đấy và họ sẽ tự làm. Rồi bây giờ Hạnh này hay tất cả các anh chị em ở các mọi nghìn miền của Tổ quốc, mình tham gia mình làm cái 20-30 này xong, sau khi mà mình đã làm leader rồi, mình lại triển khai cái đấy xuống. Đó. Hạnh với Vương Thùy Trang, hiểu chưa ạ? Cho em hỏi một câu nữa chị Anna ơi. Ơi. Cái chỗ mà công việc hàng ngày á của chị á, như là chúng mà chị chia sẻ là bây giờ mình hành động là kết nối 5 người, chia sẻ 2 người về Siberia, kiếm thêm 2 người vào danh sách người quen. Thì bây giờ chỗ kết nối 5 người, em hỏi là cách kết nối của chị như thế nào về chỗ kết nối 5 người? Là mình chỉ cần ví dụ như là người ta bóc bài mình comment là cũng là được tính là một kết nối, hay là mình phải là nhắn tin inbox, hay là mình phải call mới gọi là kết nối? Ok, cái đấy mà em comment ở trên bài của người ta gọi là làm nóng. Ok chưa? Tất cả những cái gì mà có trao đổi qua inbox, tức là trao đổi cá nhân thì được gọi là kết nối. Cô anh nghe ơi. Chào con. Cho cô xin mấy phút nói chuyện với mẹ nữa nhá. Tức là mình sẽ kết nối bằng điện thoại, gọi điện hỏi thăm. Kết nối bằng video calling. Kết nối bằng cà phê. Tất cả cái đều là kết nối. Kết nối bằng nhắn tin riêng. Giúp người ta giải quyết một cái gì đó cũng là kết nối. Ví dụ nhá, mình mà thấy người ta post lên là người ta đang tìm cái gì đấy thì mình hãy inbox cho người ta để cung cấp giải pháp cho người ta, giúp người ta giải quyết được cái thứ người ta đang quan tâm thì tự gọi là kết nối. Chứ còn nếu mà chỉ nhắn tin comment thôi thì cái đấy là thả thính, cái đấy là làm ấm mối quan hệ. Ok, còn bạn nào có câu hỏi gì nữa? Dạ nhất, nhất hỏi đi ạ. Bật được không em? Được rồi. Ok. Em thấy cái kết nối của em mà hay nhất á là thường em sẽ vào story của trên Facebook, nó có cái story á. Thường vào đó này thì họ sẽ đăng những cái cảm xúc của họ trên đó. Thì thường em sẽ vào họ thả tim cái ồ cái chỗ này đẹp như vậy, hoặc là ồ sao hôm nay náo này ngon thế. Thì em thấy trên đó thì mình sẽ những người thân mình thì mình sẽ kết nối nóng bằng cái đó, nó sẽ rất là hay. Bởi vì họ đang ở đó thì họ cũng rất muốn mà mình vào để mình thả tim hoặc mình nói cái gì đó để cho họ cũng thấy hạnh phúc. Thì họ sẽ đang lên đó. Thì đó là một cái góp ý của em để cho mọi người có thêm một cái gì đó để dễ kết nối với lại người khác hơn. Ồ, ok, cảm ơn nhất rất là nhiều. Đấy, khen ngợi, động viên đúng không? Đồng cảm với cảm xúc của người ta đang có. Trang Burin, Vương Thùy Trang bật video lên. Là em có nghe về cái chị nói 20-30 không hả Burin? Em nghe rồi. Thế thì em có tham gia vào cái đội chiến binh 20-30 đấy không hả Burin? Dạ, em biết là chị nói như vậy là không thể không tham gia rồi, mà em cũng cảm thấy là thật ra là em thuộc cái kiểu nhiều khi á, chính cái đó em biết là nó là áp lực, xong là em sẽ cố tình kiểu như là bớ nó đi, em vẫn làm, nhưng em sẽ kiểu bớ cái thứ đang ép em đó. Nhưng mà tới cái kiểu này thì không thể nào mà bớ được rồi. Với lại thực ra là chị nói rất là đúng. Cái đó nó em không phải là chạy trốn nó, em cũng không phải là ấy, nhưng mà kiểu em đang bị một cái vấn đề là em bước hai chân á. Em không có dồn được hết sức cho nó, đâm ra khi mà mình không có dồn được hết sức cho nó ấy,
cái là mình cảm nhận là những cái gì mình đang làm nó chưa phải là hết sức của mình. Nên là khi mình tham gia, mình không tham gia hết sức thì cái kết quả đó nó không phải là cái sức của mình. Theo cái kiểu như vậy á. Đâm ra là em còn suy nghĩ cái chuyện là liệu mình quyết định hay chưa mà mình đã dấn thân vào cái con đường đó. Tại vì em quyết định tham gia thì em sẽ phải hành động khác. Nhưng mà đó là cái chữ nhân. Chị hiểu. Thực ra là chị rất là hiểu cái cảm xúc của Trang. Bởi vì thế này này, nếu mà mình đang có một cái chưa tốt rồi mình chọn một cái tốt ý, cái đấy á, thì ai cũng chọn được. Nhưng mà đây là mình trời sinh ra mình lại may mắn hơn nhiều người khác. Mình lại phải lựa chọn bỏ một cái tốt để chọn một cái tốt hơn. Nó lại như thế cơ. Thế cho nên là cái thời gian chuyển hóa của mình là em xứng đáng để có thời gian để mà em suy nghĩ. Thế và khi như thế để cho lương tâm của mình đỡ cắn rứt ý. Mọi người đều biết em đang làm hai công việc. Và chị rất hiểu là em đang làm dưới khoảng chừng 20% năng lực thực sự của em. Cho nên là bây giờ này, để em đỡ cắn rứt lương tâm này, em hãy hình dung ngày nào em khoác cái áo nào thì em sẽ làm việc phù hợp với cái áo mà em đang khoác. Thế là được. Lúc nào mà em cảm thấy em đang khoác cái áo thanh dược thì em cứ làm cái áo thanh dược. Lúc nào em cảm thấy là em sẽ khoác cái áo Siri thì em cứ làm cái áo Siri. Và rõ ràng là gì? Cái đâu là cái chặng đường leo núi ấy. Tức là em đang ở trên một cái ngọn đồi bên này. Và bên này thì nó có một ngọn núi. Và em thấy mọi người em thích đang hè nhau đi sang cái bên ngọn núi này để leo. À, em bắt đầu là gì? Nếu nhá, mình hình dung này, nếu mình đã không thích thì không bao giờ mình lựa chọn. Còn nếu mà mình còn cảm thấy mình đang có xu hướng thêm một sự lựa chọn nữa, tức là mình phải xem lại cái cũ. Nói thế này cho dễ hiểu nhá. Một chị đang yêu một anh, đúng không? Nếu mà chị đang yêu anh ý thì cho dù có anh nào đi chăng nữa mà xuất hiện thì chị vẫn yêu cái anh mà chị yêu thôi. Nhưng nếu mà chị lại thấy một anh khác dễ thương, chị lại thích đi cà phê, đi xem phim với một anh khác, thì ngay lập tức chị phải xem lại cái mối quan hệ của chị với cái anh mà chị đang yêu. Rõ ràng, nếu đó là một sự lựa chọn tốt rồi, hoàn hảo rồi, perfect, phù hợp với mình rồi, thì không bao giờ mình lại cảm thấy có một sự lựa chọn khác cũng đủ hứng thú. Cho nên là người ta hay chọn người đến sau là vì như thế đấy. Em đã từng không có chọn người đến sau nha. Tính em đó lại là một cái kiểu khác. Trung thủy, đúng rồi. Đấy. Thế thì đấy là em không có. Đấy là em tôn trọng giá trị gì thôi. Em đang tôn trọng giá trị yêu thương ấy. Là mình có 5 cái hệ giá. Mình, con người, người ta có 5 cái thứ mà đang ảnh hưởng đến họ nhất. Có người là tiền, có người là yêu thương, có người là danh vọng, có người là phát triển bản thân, có người là cống hiến. Đó. Thế thì khi mình đang tôn trọng giá trị yêu thương thì cái sự phát triển bản thân và tiền nhiều, xe ô tô, nhà Hy Lạp không thể đến với mình được. Vậy đơn giản là mình đang chọn giá trị yêu thương ở cái mối quan hệ gia đình. Cái đấy là cái thứ mà mình phải lựa chọn đấy. Đến một ngày đẹp trời, khi em đã thấy rằng là em yêu thương đủ rồi và em cống hiến cho cái ngọn đồi đấy đủ rồi, thì em hãy toàn tâm toàn ý đi theo cái ngọn núi này. Không muộn, đúng không? Thật ra thì mấy bữa nay em vẫn chia sẻ về Siberia, tức là chia sẻ với cái kiểu rất là hứng thú, rất là kiểu rất là mình nói chuyện với người ta, mình cũng cảm nhận được là mình rất là thích đó. Và người ta cũng cảm nhận được. Nhưng mà cái thanh dược nó cũng kiểu nó cũng đang chiếm thời gian, rồi công việc công ty này kia, nên là nếu mà em làm 20-30 em vẫn làm được, em sẽ làm được. Nhưng mà kiểu em sợ là nó lại nó không phải là cái mà mình có thể đạt được nhiều nhất có thể. Mình làm đã làm, không chiến thì thôi, chiến là phải chiến theo gọi là tính cách của người chiến thắng, đúng không? À, tức là của nhà vô địch, đúng không? Không làm thôi mà làm phải lại làm với tư cách của nhà vô địch. Chị hiểu. Thế thì chắc chắn cái sự khó chịu này sẽ giúp em nhanh chóng dẫn đến một quyết định thôi. Chị tin chắc là như vậy. Chị tin chắc là như vậy. Em quyết định rồi. Hồi nãy chị nói là em đã quyết định rồi.
Em sẽ tham gia. Ý chị là quyết định leo đồi là chính hay leo núi là chính ấy. À, khi mà anh em chị em mình kinh doanh, anh chị em mình để ý một việc này là cái scale up ấy, cái scale up là cái mở rộng ấy, là một cái rất là quan trọng. Tức là ví dụ như thủ lĩnh vàng quốc gia Trương Huy Cường của chúng ta, doanh số của anh ấy bây giờ là 50 tỷ. Và 50 tỷ đấy, anh ấy đang có ý định scale up lên khoảng vài trăm tỷ. Nếu như không phải là mô hình network marketing, chúng ta không thể làm được như thế. Cả nghìn tỷ rất là khó. Mà lại làm một cách rất là an lạc, vì suy là đến tận cùng mình làm việc với leader thôi. Đó, thì mình hãy nhìn đến một bức tranh dài hơn. Và ai cũng vậy mà, chính bản thân Anna phải có một ngày một đêm khóc ròng rã khi mà quyết định đóng cửa Yobo. Cho nên là Anna rất là hiểu cái tâm lý của Trang. À, đặc biệt là cái đấy mình gắn bó lâu năm, lại còn là gì của mình nữa. À, thế thì rồi suy đến một ngày đẹp trời, chúng ta cũng sẽ tự biết phải quyết định như thế nào. Cho nên là hãy cứ cho phép mình được như thế. Đấy, điều đấy chứng tỏ chúng ta là con người có trước có sau, có tình có nghĩa. Còn em cứ tham gia, kể cả em không mở được cái gì, đấy cũng là một loại kết quả. Luôn luôn nhớ là như thế ạ. À, còn anh chị em nào định chia sẻ cái gì nữa không ạ? Ok, mời Hoa Sinh. Cứ Hoa giơ tay là nhất, giơ tay là sao? Không có đâu nha, em biết rồi. À, em có muốn hỏi một chút là em hỏi về cái buổi OTP ngày mai ấy, bởi vì là em cũng chưa bao giờ mời khách OTP cả online on cả. Mà ngày mai là buổi online nữa thì em, cái cách mà mình để hướng dẫn họ Zoom ấy, thì em cũng có gửi cái video chị hướng dẫn rồi. Mình có phải gọi điện trước cho họ để test với họ hay không hay như nào ạ? À rồi, ok. Bây giờ này, Anna có một thông tin mới này. Trong lúc mà chúng ta họp thì Anna nhận được thông báo của công ty là hạn chế tổ chức hội thảo. Tức là có khả năng thứ 3 tuần sau và thứ 4 tuần sau chúng ta không thể gặp nhau để làm hội thảo được nữa. Mọi hoạt động sẽ phải làm trên Zoom hết. Đó. Thế thì như thế thì tất cả chúng ta còn phải làm hoạt động này nghiêm túc hơn. Và có khả năng là gì? Là mình sẽ phải tổ chức là chuyển cái buổi OPP vào định kỳ vào chiều thứ 3. Rồi thì ngày thứ 4 là mình sẽ đào tạo y chang như ngày bây giờ mình đang làm. Thế thì cái cách này, ngay cả đối với tư vấn viên thì trước giờ vào Zoom mình đều phải gọi điện: em ơi em vào Zoom nhé. Để ý không? Thế thì với khách mình càng phải như thế. Bây giờ kết thúc, nếu mà mối quan hệ bây giờ là 10 giờ, nếu mối quan hệ đấy tốt, em có thể gọi điện ngay, video calling: ê mày ơi, tao hướng dẫn mày vào Zoom. Rồi người ta bảo chưa biết, sáng mai lại 9 giờ mới vào cơ, cho nên sáng mai lại gọi điện hướng dẫn tiếp nhé, để chắc chắn là được vào. Đó. Và khi mà mới vào lúc đầu ấy, có thể chị sẽ làm một cái hoạt động gì đấy khoảng 5-7 phút để cho mọi người có thể có đủ thời gian để hướng dẫn cho khách của mình vào Zoom. Hoặc là chị sẽ cung cấp ID từ sớm. Ví dụ chị sẽ cung cấp ID từ lúc 8 rưỡi, chị bật máy sẵn để rồi 9 giờ chúng ta có thể vào Zoom. Ok chị ạ? Xong rồi cái việc mà test họ xong, họ có biết cách dùng bật mic không ấy? Tại vì em thấy thường khi mà Zoom ấy, em thấy cái việc mà họ không biết mở mic chỗ nào, xong mình mất thời gian cho cái việc chờ họ nói chuyện ấy. Đấy. Thì làm nào để giúp họ làm cái đấy? Bởi vì cái bật mic và test mic đấy thì chỉ khi mà mình tham gia vào Zoom rồi, mà để một người bình thường như em mới ấy, em chưa biết làm Zoom như nào thì làm thế nào được? Ví dụ nhá, ngày đầu tiên khi em vào Zoom ấy, em cũng chưa biết đúng không? À. Mà rồi em vẫn biết đúng không? Cái thứ mà người ta thích ý, là người ta thích em ý. Và rồi tất cả chúng ta lại đang có một cái hay là chúng ta đều đang hiểu về cái giá trị của online. Và rồi mình tất cả những công cụ này người ta đều học được hết. Nó chỉ có hai cái nút ở bên góc trái bên dưới màn hình thôi. Nếu họ không biết thì vào đấy chị sẽ nói cho họ biết. Em hãy cứ gửi video cho họ và em hãy hướng dẫn tối đa có thể. Còn lại thì vào đấy mình sẽ hướng dẫn. Và em hỏi một chút là thì ngày mai sẽ là chia sẻ tất cả về cơ hội kinh doanh ấy, nên là khi mà mình mời, ví dụ như bây giờ em kết nối họ này, thì em sẽ chỉ gọi mở cho họ là mình có một cái cơ hội kinh doanh và mình xin họ 2 tiếng vào ngày buổi sáng ngày mai để nghe về cơ hội kinh doanh này. Tiếng rưỡi thôi. Có hợp lý tiếng rưỡi thôi. À, tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi để nghe về cơ hội kinh doanh để em nói là đây là một cơ hội đấy, giúp họ gì đó rồi rất là thuận lợi để mình có thể làm việc từ xa.
trong cái lúc mà đang cấm đường, cấm cửa như thế này. Đó. Xong họ hỏi là về cái gì thì em nói, em sẽ phải nói tiếp rằng là đây là những cái sản phẩm, hệ thống phân phối của những sản phẩm. Câu đầu tiên của mình nói luôn luôn là sản phẩm dinh dưỡng và dinh dưỡng thể thao. Cái số 2 là chăm sóc da, da mặt và những sản phẩm bôi toàn thân. Ok chưa? Cái cuối cùng mới là thực phẩm chức năng. Thế thôi. Ok, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Có còn ai hỏi câu gì nữa không nhỉ? Vân Anh ơi. Dạ. Sáng nay tôi học Zoom mà của hội doanh nghiệp ấy. Thì là họ có cái cách mà họ tạo cái đường link á, xong rồi người ta chỉ cần kích vào cái đường link đấy là đi vô được Zoom luôn ấy, khỏi phải ID gì đó đó. Ờ, để Anna hỏi anh Cường xem, tại Anna cũng hơi lâu tách á. Anna sẽ nỗ lực tối đa. Nếu mà ngày mai Anna chưa làm được điều đấy thì chắc chắn tuần sau Anna sẽ làm được. Chào anh Maro, anh bật video lên đi. Đẹp trai mà cứ tắt video là sao? Nãy giờ anh có nghe đầy đủ không ạ? Để em bật mic cho anh. Ok, nãy giờ anh có nghe đầy đủ không anh? Có, nghe từ trên xe tin nghe về. Dạ, câu hỏi triệu đô, bạn cảm thấy thế nào sau cái hướng dẫn người mới này? Không, chỉ đang có lăn tăn suy nghĩ thôi là nếu mà theo cái 20-30 đó thì ví dụ như cuối tuần này mà mình chốt được 5 cái số vào thì không đủ biết đủ kế hoạch cuối tháng này. Dư sức đủ. Dư sức đủ kế hoạch cuối tháng. Yeah, tức là bởi vì là bây giờ thì em cũng không biết là gọi là thuận lợi hay là gọi là bất lợi khi mà chúng ta không được tổ chức buổi hội thảo nữa. Bình thường thì lúc nãy, lúc chiều thì vẫn thấy anh Cường nói là hội thảo nhỏ nhưng nhóm chúng ta thì vẫn có thể. Tại vì một cái hội thảo của nhóm mình cũng chỉ có khoảng 20 người thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì vừa thấy Tiên là làm văn phòng ở Thành phố Hồ Chí Minh nhắn tin là không tổ chức nữa. Thì bây giờ mọi thứ mình đều phải trải nghiệm thì mình mới biết được. Và chia đến tận cùng, chúng ta cần những con người mà có thể hiểu và vận hành được hết tất cả những điều này. Đó. Thế cho nên là chúng ta cũng cần những người, nhất là ở trong độ tuổi từ 27 cho đến 44 tuổi là những người phù hợp nhất. Thì cái độ tuổi đấy là những độ tuổi mà khá là thân thiện về mặt công nghệ. Một cái người mù công nghệ như Anna cũng có thể tổ chức vận hành được một cái Zoom. Có nghĩa là gần như tất cả các anh chị em đều có thể làm được điều đấy. Thế là anh Maro cảm nhận rõ ràng hơn là anh sẽ tham gia vào cuộc đua 20-30 à? Thì bắt đầu chạy thì mình nên chọn cái nào mà nó thúc đích mình mạnh nhất thì mình chạy thôi. Welcome anh vào với cả đồng đội. Lát em sẽ add anh vào các cái group khác nhau. Dạ, còn ai có câu hỏi gì không ạ? Sao ạ? Anh nói sao ạ? Nói chừng nào đạt 20 thì ẹt vào. Đạt 20 với ẹt. Nhưng mà đạt 20 phải ẹt vào đấy thì mới được tham gia cái cuộc đua đấy. Mọi người có report với nhau mà. Thôi cứ thể mạnh mẽ thể hiện mình với cả thế giới đi. Không có gì phải làm tuxedo đeo mặt nạ đâu. Anh chị em còn có ai có câu hỏi gì không ạ? Ok, mời Hoa Sinh. Chị ơi, em hỏi một chút nữa, nếu mà khi ngày mai mà buổi OTP bình thường ấy, offline thì mình có thể chốt trực tiếp họ, còn nếu như mà online như thế ấy, thì mình sẽ mở mã số các thứ qua online hết ạ, và mình có video hướng dẫn họ để mà làm những cái việc đấy không ạ? Từ cái việc mở mã số này xong đấy. Trước tiên là chị có 3 cái video. Video đầu tiên là mở mã số online, video số 2 là đặt hàng online, video số 3 là vào Zoom, là chị có làm hết rồi. Chỉ là không phải giọng của chị thôi, chị có làm rồi. Thì Nhất có cái đấy đúng không? Nhất giúp chị gửi lại cho Hoa. Nếu ai nói, sếp nói, upline nói thì cứ thế thực lành thôi. Được chưa? Cơ hội để mà mình có thể trao đi nhiều hơn. Đấy là số 1. Với nữa là gì? Chính bản thân Anna cũng chưa bao giờ vào cái gọi là OPP online bao giờ hết. Và chính bản thân Anna cũng đang khá là hồi hộp với cái buổi OPP ngày mai. Mà
với cái năng lượng mà anh chị em gửi cho Anna, và với nói chung là với bản lĩnh của mình thì Anna tin chắc rằng là cỡ nào mình cũng chốt được hết. Việc của anh chị em là cứ mời người vào, còn việc của tôi là chốt. Ok rồi. À, còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Ngày mai này, những bạn ở xa này như là Vân Nga này, đi làm mà rảnh đeo tai phone vào để vào nghe OPP này, Hạnh cũng thế này, tại vì thực ra mình cũng chưa bao giờ được dự một cái buổi OPP đúng không ạ? Rồi các anh chị em nào ở xa như là anh Hào này, rồi Nhạn này, anh Maro cũng chưa tham gia buổi OPP nào, thì mình nỗ lực là mình nghe hết buổi OPP, trừ trường hợp là mình bận quá thì thôi, còn nếu mà không thì mình nỗ lực mình nghe. Rồi anh chị em còn câu hỏi gì nữa không? Nếu mà anh chị em không có câu hỏi gì nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình. Và sáng mai chúng ta sẽ có OPP vào lúc 9 giờ và lúc khoảng 8 giờ 30 thì Anna bắt đầu gửi code cho tất cả các anh chị em. Chúng ta bây giờ hãy chia sẻ lại với nhau cái 3 video. Nhất ơi, em bắn lại luôn cái 3 video đấy lên trên group full time, lên trên group ô tô, lên trên group nhánh nha, tầng 1 này này nhá, để cho tất cả mọi người đều 3 video, là gồm có cái video là hướng dẫn mở mã số này, video mà mua hàng online, video đào tạo Zoom. Tại vì bây giờ cái việc này sẽ là việc vô cùng quan trọng. Ok chưa ạ? Ok ok. Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều và hẹn gặp lại các anh chị em vào buổi đào tạo dành cho người mới tù vàng của chúng ta vào thứ tư tuần tới. Và ngày mai là OPP. Anna mong và Anna tin rằng là chắc chắn ngày mai OPP chúng ta vẫn có một sự chốt bùng nổ. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị em. Bây giờ chúng ta, Anna sẽ bật mic lên để các anh chị em cùng nhau nha, và chúc ngủ ngon. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.